bất hối đối y phiêu phiêu là thật tốt có thể vì nàng minh bất bình cái này đủ để cho giang giật đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều hắn khoát tay chặn lại ôn hòa nói ra y công tử ngồi đi y bất hối gặp giang giật sắc mặt biến tốt nụ cười trên mặt cũng nồng nặc mấy phần hắn cảm khái mấy tiếng nói giang giật a tiểu cô năm đó được bầu thành địa giới đệ nhất mỹ nhân thực lực lực áp thế hệ trẻ tuổi là chúng ta mỹ ảnh tộc xinh đẹp nhất thánh linh tốn ngươi làm con của nàng cũng không có cho nàng mất mặt phụ thân nói tiểu cô thực vì ngươi kiêu ngạo đâu. Mẫu thân, Giang giật có chút thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu đều là y phiêu phiêu dáng vẻ, còn có thánh ngục phía dưới cái kia còng xuống bóng lưng, hắn thật sâu ít mấy hơi nói, y công tử, không nói cái này, ngươi tới là có chuyện gì không? Hắn không có thực lực, cũng không có năng lực cứu ra y phiêu phiêu, đàm luận qua nhiều con sẽ để cho nội tâm của hắn càng đau nhức hắn dứt khoát không suy nghĩ nhiều, nói sang chuyện khác. Y bất hối cũng lý giải điểm này, không còn nói y phiêu phiêu, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên trầm giọng nói ra giang giật ta đã hiểu một chút đáng ma cốc tình huống người dạng này không được a à. đắc tội dù thiếu bọn hắn tại đáng ma quân doanh rất khó lẫn vào còn có người cơ hồ đem sở hữu công tử đều đắc tội về sau đối người phát triển phi thường bất lợi những công tử này về sau đều sẽ trở thành các giới cao tầng coi như ngươi đạt tới phong vương cấp coi như ngươi đánh xuống một cái giới diện người đồng dạng sẽ bị địa giới vạn giới cho cô lập y bất hối nói là tình hình thực tế bất quá giang giật có thể làm sao. Để đám kia bọn công tử bên trong đi vào hỏa phượng quân, sau đó đem hỏa phượng quân làm loạn thất bát tao để đám kia đám công tử ca vì tranh giành tình nhân làm cho chướng khí mù mịt như thế còn thế nào thu hoạch được chiến công không có chiến công hắn làm sao cấp tốc mạnh lên làm sao cứu ra y phiêu phiêu đối phó thế nào 10 năm sau cùng lục ưng vương trận chiến kia. Sở dĩ hắn chỉ có thể cười khổ nói ra, đã làm cứng, không có biện pháp. Có biện pháp a à, y bất hồi ánh mắt sáng lên nói, ta đã hẹn du thiếu bọn người, ta đến điều giải. Ngươi thái độ tốt đi một chút, đại gia nhất tiếu mẫn ân cừu. Chỉ cần ngươi hiểu tiến thối, chút mặt mũi này bọn hắn vẫn là sẽ cho của ta. Không đi, Giang giật phi thường quả quyết từ chối nói, y bất hối, không phải ta không nể mặt ngươi. Ta tự cái này tính khí, đã đòn khiêng lên vậy liền đòn khiêng đến cùng, bọn hắn xem thường ta không có vấn đề, bọn hắn âm ta cũng không quan trọng, đừng cho ta tìm tới cơ hội, nếu không ta trực tiếp giết chết bọn hắn. Y bất hối có chút bó tay rồi, cái này tính khí như thế nào cùng y phiêu phiêu giống nhau như đúc a à. hắn đôi mắt dần dần trở nên lạnh trầm giọng nói ra giang giật người phải suy nghĩ kỹ ta và ngươi nói ví dụ thì huyết phương ngươi nghe nói qua trước kia là địa giới một thiên tài vẻn vẹn hơn 20 năm tựu phong vương thực lực có một không hai quần hùng nhưng bởi vì tính khí quá thúi không hiểu tiến thối sở dĩ hắn chỉ có thể ở một thế giới nhỏ mặt xương vương xương bá hắn như muốn cầm xuống đại giới mặt liền sẽ bị còn lại phong vương cấp cường giả liên thủ chống lại mà lại bình thường có đại sự, các phương cường giả hội tụ lúc, hắn cũng là nhất không bị đái kiến, thường thường có chỗ tốt đều không có phần của hắn. Giống như người tiếp tục như vậy xuống dưới, sau cùng kết cục nhiều nhất tựu cùng thị huyết phương đồng giặc, mà lại nói không chắc chắn bị người ám toán chết, người không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng phải vì nữ nhân của ngươi bằng hữu tộc nhân ngẫm lại a. À. Không cần suy nghĩ, Giang giật vẫn là như thế thái độ, hắn khoát tay nói, muốn ta cùng bọn hắn ăn nói khép nép, không có khả năng này, y bất hối người trở về đi, việc này đừng muốn tốn nhiều miệng lưỡi hắn thái độ chắc chắn như thế một là tính cách vấn đề thứ hai là hắn căn bản là không có dự định tại địa giới phát triển hắn nghĩ đến các loại trở y phiêu phiêu cùng giang tiểu nô trở về trực tiếp hồi trở lại thiên tinh giới trải qua tháng ngày đối với loại này ngươi lừa ta gạt sinh hoạt hắn phi thường chán ghét ai y bất hối thật dài thở dài đứng dậy chắp tay nói vậy được rồi ta đi về trước ngươi nếu có cái gì chuyện phiền toái cứ tới tìm ta có thể giúp đỡ ta hết sức hỗ trợ đi đúng rồi tại cửa ra vào lúc y bất hối đột nhiên nhớ tới cái gì rất nghiêm túc dặn dò ngươi tốt nhất vẫn là đừng với kỳ thanh trần có ý tưởng tiểu ưng vương tính khí ngươi cũng biết ta là đã bỏ đi ta hy vọng ngươi khác đừng làm chuyện điên rồ loại này nữ nhân ngươi ngươi khống chế không ngừng ha 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 giang giật đứng dậy cười to nói lão ưng vương ta còn không sợ ta sẽ sợ tiểu ưng vương nếu có một ngày thực lực của ta trên việc tu luyện đi lão ưng vương tiểu ưng vương cùng một chỗ đánh y bất hối nâng chán không nói gì nhanh chân rời đi đối với giang giật hắn là triệt để không có cách nào mà lại hắn cảm giác lần này tới đãng ma quân doanh sợ là muốn vô công mà trở về cùng giang giật loại người này quan hệ rất khó làm tốt hai người thân phận địa vị khác biệt cân nhắc sự tình cũng khác biệt lý niệm càng không giống làm sao có thể giao hảo đâu kỳ thanh trần giang giật ngược lại là đối với kỳ thanh trần không có ý kiến gì thậm chí hắn tới địa giới hắn đối bất kỳ nữ nhân nào đều không có biện pháp hắn không phải tới này tán gái, mà là đến làm chính sự, kỳ thanh trần loại kia tuyệt thế hồng nhan thật sự là hắn khống chế không ở. Toàn bộ địa giới có ai có thể xứng với nàng, nhớ tới kỳ thanh trần thân phận địa vị dung mạo cảnh giới, giang giật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc. Đoán chừng toàn bộ địa giới có thể xứng với kỳ thanh trần thật chỉ có tiểu ưng vương một cái, bất quá xem kỳ thanh trần đối tiểu ưng vương cũng không có hảo cảm, chẳng lẽ lại nàng muốn tuổi già cô đơn cả đời. Trường 1501, Kiếm sát tộc, Địch Linh Nhi bí tịch tại mấy canh giờ sau tựu đưa tới, không phải một bản mà là ba quyển. Thế giới này quả nhiên không có hoàn toàn công chính, trong tay có quyền lực, không vì mình cùng gia tộc mưu một chút tư lợi là không thể nào. Địch Minh là cao quý địa sát giới diệt ma các tổng các chủ, trên tay quyền lực quá lớn, có tài nguyên nhiều lắm, muốn mấy quyển bí tịch cũng chính là chuyện một câu nói. Ba quyển bí tịch, một quyển là tu luyện thần âm pháp tác tâm đắc ký càng tường thuật tóm lược thần âm pháp tác kiến thức căn bản, con đường phát triển cùng các loại diệu dụng đây là một bản bách khoa toàn thư có thể làm cho giang giật toàn diện hiểu rõ thần âm pháp tác cuốn thứ hai là thần âm pháp tác các loại tiểu kỹ xảo giang giật liếc mấy cái phát hiện rất là huyền diệu giống như hoàn toàn tìm hiểu thần âm pháp tác uy lực hẳn là tăng phúc không ít cuốn thứ hai trọng yếu nhất là liên quan tới thần âm định hướng kỹ xảo giang giật nhìn một lần về sau ánh mắt phản trưởng theo quyển bí tịch này bên trên nói tới chỉ cần đã luyện thành nghĩ công kích ai tự công kích ai hoàn toàn có thể khóa chặt mục tiêu sẽ không ngộ thương những người khác. đa tạ linh nhi tiểu thư, người đi cùng kỳ nguyệt nói một tiếng, ta muốn bế quan, có bất kỳ sự tình các nàng trước xử lý một chút. giang giật đầy mắt hưng phấn, bưng lấy ba quyển bí tịch vào phòng bên trong mở ra cấm chế, cái gì đều mặc kệ toàn tâm nghiên cứu, mặc kệ nghiên cứu luyện thành sau đối với minh giới đại quân có hữu dụng hay không, đối với hắn chiến lược của mình là có tuyệt đối tăng lên. trên thế giới này không chỉ có riêng muốn cùng minh tộc đấu, còn muốn cùng người đấu a. À. Minh tộc là minh khí thai ngén mà thành, bọn chúng cũng chưa xong chỉnh thất tình lục dục, tỉ như bọn chúng sẽ không kết hôn sinh con, không có nhân loại như vậy phong phú tình cảm. Sở dĩ thần âm thiên kỹ đối với minh tộc linh hồn xúc động cũng không lớn, thần âm pháp tác là một loại rất đặc thù thần thông, mục đích ở chỗ xúc động tâm linh của người ta, cải biến người cảm xúc, dạng này có thể ảnh hưởng hành vi của hắn, từ đó nhẹ nhõm đánh giết. Đương nhiên minh tộc cũng không phải là không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tỉ như bọn chúng hội nổi giận hội thị huyết, hội phát cuồng bạo tẩu. Cho nên vẫn là có cơ hội ảnh hưởng, tự xem ảnh hưởng hiệu quả lớn không lớn. Giang giật tại đọc qua song đệ nhất bản bí tịch, hiểu rõ một chút thường thức tinh thần đại chấn, chỉ cần có bất kỳ một tuyến hy vọng hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi lĩnh hội, chỉ cần lĩnh hội thành công, hắn liền có thể đạt được đại lượng chiến công, thực lực có thể bay vào tính bước vào. Hắn không có đi xem cuốn thứ hai bí tịch, trực tiếp đi đọc qua cuốn bí tịch thứ ba. Hắn chuẩn bị trước nắm giữ thần âm định hướng kỹ xảo, cùng minh tộc khai chiến lúc, liền có thể chậm rãi thí nghiệm hoàn thiện. Giang giật một khi yên lặng đi vào, bên ngoài trời sập đều mặc kệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn còn tại nghiên cứu thần âm định hướng kỹ xảo, bên ngoài cấm chế bắt đầu lấp lánh, hắn mở ra gian phòng độc linh chuồn vào đây, trầm giọng bẩm báo nói thiếu chủ, muốn làm nhiệm vụ. Nhanh như vậy, Giang giật cảm giác liền đi qua một lát thời gian, độc linh kéo ra khóe miệng nói, đã qua một ngày. A à, nha, Giang giật đối với thượng giới thời gian là thật không có quan niệm cảm giác, trước kia cảm thấy đi qua một ngày cũng đã lâu, cảm giác bế quan cái mấy ngày phi thường ngắn. Có lẽ là thực lực đạt tới cảnh giới này, thọ nguyên quá dài, cho nên đối với thời gian quan niệm cũng liền phai nhạt. Cảnh giới càng cao, người tuổi thọ sẽ vô hạn kéo dài, đạt tới thiên thần cảnh giới, tùy ý có thể sống trăm năm, đây chính là thượng giới thời gian. Tại thượng giới tới nói, 20 tuổi dưới đây chưa lập gia đình đều là thanh niên, càng trẻ cảnh giới càng cao, càng không dễ dàng giả yếu, đây cũng là rất nhiều cường giả đã trăm tuổi, nhìn cùng trung niên nhân nguyên nhân. Thần âm định hướng kỹ xảo, giang giật đã sơ bộ nắm giữ, bất quá hẳn là không cách nào triệt để khống chế, làm nhiệm vụ quan trọng, hắn chỉ có thể đứng dậy cùng độc linh đi ra phía ngoài. Bên ngoài hỏa phượng quân đã tại bên ngoài truyền tống trận tập hợp, liền chờ giang giật hai người, địch linh nhi đã sớm đi qua, bất quá kỳ thanh trần còn chưa có đi ra. Các loại chờ giang giật sau khi đến, phía đông một cái tòa thành bên trong một đạo bóng trắng bay ra, bắn vào truyền tống trận, vung tay lên nói, đi. Kỳ thanh trần một mực tại tòa thành bên trong ở, bất kỳ cái gì yến hội đều không có mặt, cũng không thấy khách, thẳng đến làm nhiệm vụ mới ra ngoài. Nàng đoán chừng cũng là bị con ruồi rộng quá phiền não, dùng loại thái độ này cho thấy nàng không phải tới chơi, mà là lai lịch chân chính luyện. Tại truyền tống trận sáng lên về sau, phía tây một cái trong quân doanh hai vạn đại quân động, nhanh chóng hướng quảng trường di động. Quảng trường trong nháy mắt náo nhiệt, Du Thiên Nghịch mang theo đại quân làm nhiệm vụ, mà lại cái này trong đại quân có rất nhiều công tử, đều nhau nhau mang theo các gia tộc cường giả, cái này hai vạn người bên trong phong hào chiến thần cấp bậc ít nhất có 30, 40 người, chiến thần cấp bậc đạt tới 4-500, xem ra Du Thiên Nghịch vừa chuẩn chuẩn bị ra chiêu. Du Thiên Nghịch bọn người cùng Hỏa Phượng quân đi chính là một cái truyền tống trận, rõ ràng là đi một chỗ, thời gian điểm lại như thế khéo léo. Bên trong chuyện ẩn ở bên trong ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra được nghĩ đến Du Thiên Nghịch âm hiểm độc ác, tất cả mọi người là kỳ thanh trần cùng giang giật mướt mồ hôi. Du Thiên Nghịch phi thường hiểu đáng ma quân quân kỷ, hắn mỗi lần ra chiêu, cũng sẽ không vi phạm quân kỷ, để cho người ta bắt không được sơ hở. Ngược lại huyên náo người không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Độc linh kia một đâm quá độc ác, để hắn mặt mũi mất hết, hắn không đem chàng tử tìm trở về, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ông, Giang giật đám người cũng không biết đằng sau Du Thiên Nghịch mang theo hai vạn người lặng lẽ theo đuôi tới, bọn hắn truyền tống đến một hoàn cảnh rất duyên dáng bí cảnh bên trong, cái này bí cảnh hẳn là phi thường lớn, thiên địa linh khí rất thị phi thường nồng đậm, để cho người ta tinh thần nhất chấn. Giang giật các loại chờ đầu không choáng về sau, đánh giá một phen, phát hiện phụ cận cũng là một cái tế đàn, đồng dạng chỉ có ba cái thủ hộ giả, cũng không có quân đội đóng quân có chút hiếu kỳ truyền âm cho kỳ nguyệt nói nơi này là chỗ nào a à làm sao không có quân đội đóng quân a kỳ nguyệt truyền âm giải thích nói đây là địa giới thập đại kinh khủng bí cảnh một trong tại cái này đóng quân trăm vạn quân đội không cần một tháng toàn quân bị diệt a giang giật nhìn xem sơn thanh thủy tú cảnh sắc có chút không dám tin liên thanh truyền âm hỏi thăm về tới bên kia kỳ thanh trần đã hạ lệnh để đại gia xuất phát hướng mặt phía bắc bay đi kỳ phi sớm dẫn người đi phía trước giò đường Kỳ Nguyệt một đường cùng Giang giật truyền âm giải thích, trọn vẹn hai nén nhang về sau, Giang giật mới hiểu được cái này bí cảnh đến cùng vì sao khủng bố như thế. Cái này bí cảnh gọi Kiếm sát bí cảnh, nghe nói cái này bí cảnh bên trong có vô tận kiếm sát tộc, là một loại phi thường kỳ lạ quái vật, sinh sôi tốc độ phi thường khủng bố, căn bản giết không dứt. Kiếm sát tộc là không có linh hồn đồ vật, là đất trời sinh ra một loại kỳ lạ tồn tại. Bọn chúng sẽ công kích bất luận cái gì tiến vào kiếm sát bí cảnh sinh vật, bao quát minh tộc để cho người ta nhức đầu vấn đề ở chỗ minh tộc có một ít sinh vật là u linh thể tồn tại, không có thực thể. Kiếm sát tộc sẽ chỉ vật lý công kích, sở dĩ minh tộc không ngừng điều động một chút đặc thù chủng tộc tới này tụ tập, đáng ma quân mỗi cái một đoạn thời gian nhất định phải tới tiêu diệt toàn bộ một lần. Nhiệm vụ lần này rõ ràng là người khác chọn thừa, nơi này quá nguy hiểm, bình thường quân đội không thích tới này, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Cũng may lần này chiến công cũng không tệ, hết thảy có hơn 200 vạn, bị tiêu diệt toàn bộ minh tộc chỉ có hơn 10 vạn u hồn, chỉ cần không tao ngộ đại quy mô kiếm sát tộc, nhiệm vụ lần này coi như không tệ. Ong ong ong, tại hỏa phượng quân hướng Bắc mới bay đi sau một thời gian ngắn, truyền tống trận liên tục không ngừng lấp lánh. Du thiên nghịch dẫn người theo sát phía sau mà đến, ánh mắt của hắn nhìn qua phương Bắc, khóe miệng lộ ra một tia cao thâm mà chắc nụ cười, trên đầu chọc yêu diễm hình xăm lóng lánh ánh sáng đỏ, phá lệ khiếp người. chương 1502, Phong Quyển Tàn Vân Thượng tướng quân, phía trước 500 dặm xuất hiện kiếm sát tộc, số lượng không rõ. Giang giật bọn người phi hành hơn một canh giờ, kỳ phi dẫn người tự cuồng xạ mà quay về. Độc linh khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, giang giật cũng có chút im lặng, cái này trinh sát trình độ quá thấp, kiếm sát tộc ra 500 dặm bên ngoài mới giật mình, mà lại số lượng đều dò xét không đến. Thiên toàn trận, chuẩn bị nghênh chiến, kỳ thanh trần quát lạnh một tiếng, 500 dặm khoảng cách là không vòng qua được đi, đã số lượng không rõ kia ít nhất là hơn mấy ngàn vạn, cùng hắn vòng qua không bằng trực tiếp phá vây. Mà lại rất nhiều người đều không có cùng kiếm sát tộc giao thủ qua, cũng nên giao chiến một trận, để đại gia đối kiếm sát tộc có chút hiểu rõ. Hơn 100 người tạo thành một cái hình tròn đại trận, giang giật cùng địch linh nhi độc linh kỳ phi kỳ hà kỳ thanh trần đứng ở chính giữa, những người còn lại làm thành hai vòng đứng thẳng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiu hiu hiu, rất nhanh bầu trời xa xa xuất hiện một đạo hồng quang, tựa như một mảnh to lớn hồng vân, càng giống là một đám lít nha lít nhít châu chấu, kia Hồng Vân còn tại ngoài 10 dặm, một cỗ lăng lệ sát khí đập vào mặt, tựa như từng thanh từng thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, thổi tóc tóc đứt. Đây chính là kiếm sát tộc, Giang giật nhìn mấy lần đầy mắt kinh dị, rất nhiều chưa thấy qua kiếm sát tộc cũng cảm giác có chút thiên phương dạ đàm, cái này kiếm sát tộc trưởng quá kỳ quái, càng giống là một thanh đem màu đỏ kiếm hợp lại mà thành. Kiếm sát tộc ngoại hình có chút cùng loại người, thân cao có một trượng, thông thiên huyết hồng, thân thể giống như là một thanh kiếm, tứ chi càng giống bốn thanh kiếm, trên lưng còn có từng đạo tiểu gai nhọn nhìn cũng giống là một thanh đem tiểu kiếm trong đầu của bọn nó vẫn là nhọn giống như không phải có mắt cái mũi miệng đoán chừng đều sẽ tưởng rằng một loại khôi lỗi không có sinh mệnh khí thức trong thiên địa tại sao lại có như thế kỳ dị tồn tại giang giật không nghĩ ra không có sinh mệnh khí thức đồ vật cái kia chính là triệt để tử vật tử vật cũng không sẽ động mà những này kiếm sát tộc có thể chủ động truy sát kỳ phi bọn người trên thân còn có bén nhọn như vậy sát khí trọng yếu nhất chính là có thể phi hành trận hình cũng không lộn xộn giống như đây không phải khôi lỗi lời nói đây tuyệt đối là thiên địa bên trong thần kỳ nhất tồn tại đại gia cẩn thận kiếm sát tộc chủ nếu là người kiếm công kích kiếm của bọn nó bên trên có sát khí bị đánh chúng nhiều lần sau có thể ảnh hưởng linh hồn của con người mà lại vô cùng sắc bén nhưng so sánh trung phẩm thần khí kỳ thanh trần trước kia hẳn là được chứng kiến kiếm sát tộc nàng lạnh giọng cùng đại gia giải thích chế chút khác đừng công kích thân thể của bọn chúng trực tiếp công kích đầu chỉ cần đầu bạo liệt bọn chúng tự không động được. ơi kỳ nguyệt cái này xác định không phải khôi lỗi. giang giật càng thêm chấn kinh truyền âm cho kỳ nguyệt nói sẽ có hay không có cường giả tiềm phục tại cái này bí cảnh bên trong đây đều là hắn luyện hóa ra khôi lỗi a không biết kỳ nguyệt nhìn thoáng qua tới cũng rất mơ hồ truyền âm nói kỳ thật từ khi kiếm sát tộc tại vạn năm trước ra cái này bí cảnh bên trong rất nhiều cường giả cũng hoài nghi là khôi lỗi có mấy cái phong vương cấp cường giả đã từng vào đây điều tra nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào những này kiếm sát tộc tựa như là trống rỗng xuất hiện bọn chúng sinh sôi là kiếm sát tộc phân liệt mà thôi rất nhiều cường giả bắt được một chút kiếm sát tộc nghiên cứu vấn đề là bên trong căn bản không có bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp sở dĩ không ai có thể giải thích kiếm sát tộc là thế nào tới chỉ có thể nói là thiên địa dựng dục mà ra không có cấm chế cùng trận pháp giang giật không hiểu nếu như là khôi lỗi lời nói vậy tuyệt đối có khống chế hạch tâm, nhất định phải có cấm chế cùng trận pháp. Đã nhiều cường giả như vậy đều không thể giải thích, vậy vật này thật đúng là tà môn. Đã ra đời vạn năm, đây càng không thể nào là cường giả khống chế, còn không có cường giả có thể sống tới giới vạn năm thời gian, phong vương cấp cũng không được. Xa xa kiếm sát tộc đã công kích, Giang giật chỉ có thể đem trong đầu nghi hoặc phước ở một bên, hắn quét thoáng cái kiếm sát tộc âm thầm yên tâm, lần này tới chỉ có 5-6 ngàn, có kỳ thanh trần tại hẳn là rất dễ dàng giải quyết hiu 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 năm sáu ngàn kiếm sát tộc khoảng cách giang giật bọn người vài dặm lúc trong mắt hồng quang lóe lên sau đó toàn bộ không người phía sau gai nhọn tiểu kiếm ly thể mà ra hóa thành đầy trời hồng quang bay vụt mà tới mỗi một cái kiếm sát tộc phía sau có 10 cái cốt thứ toàn bộ bay ra bầu trời tiểu xuất hiện năm sáu vạn thanh màu đỏ tiểu kiếm những này tiểu kiếm tốc độ thật nhanh hẳn là miễn cưỡng nhưng so sánh diệt ma chiến thần tốc độ công kích ông giang giật mặc ngân sắc chiến giáp biến mất bên ngoài cơ thể một kiện màu đen chiến giáp thoáng hiện, đây là hắn đấu văn đệ nhất đạt được ban thưởng, là một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp. Có chiến giáp này chỉ ít sẽ không bị tươi sống đâm xuyên, tối đa cũng liền là bị chấn thương. Chiến giáp này kỳ thật hắn đã sớm luyện hóa, chỉ là một mực không có bại lộ, quá nguy hiểm, không thể lại bảo tồn thực lực. Ông, địch linh nhi thân thể một kiện màu xanh biếc nguyễn giáp hiển hiện, không cần phải nói cũng là cực phẩm thần khí, độc linh trên thân không có chiến giáp, hắn cũng chưa từng mặc, Mị ảnh tộc chính là như vậy tự tin. Phong quyền tàn vân, kỳ thanh trần khẽ kêu một tiếng, thân tử không lui mà tiến tới, một tay quơ trong tay nguyễn kiếm bắn tới. Nhìn nàng múa kiếm động tác quả thực là một loại hưởng thụ, cũng cảm giác nàng ở giữa không chung nhẹ nhàng nhảy múa. Nương theo lấy nàng múa bốn phía cuồng phong gào thét, từng đạo bão tố phong hội tụ cùng một chỗ hình thành từng đầu to lớn phong long, im ắng đối diện mưa kiếm gào thét mà đi phanh phanh phanh, lít nha lít nhít như mưa phùn tiểu kiếm cùng từng đầu phong long chạm vào nhau, toàn bộ bị cuốn đến ngã trái ngã phải, đầy trời bắn ra. Kỳ thanh trần một chiêu phá hết kiếm sát tộc mưa kiếm trận, dữ dội đến không tưởng nổi. Riêng phần mình phòng ngự, kỳ hải sáu người theo ta xuất chiến. Nàng lần nữa khe kêu một tiếng, thân thể như cuồng long hướng phía trước mấy ngàn kiếm sát tộc phóng đi, sau cái phong hào chiến thần lên tiếng mà động theo sát nàng mà đi, như bảy chuôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngạo nghễ không sợ phóng tới kiếm sát tộc đại quân. Hiu hiu hiu, những cái kia bị kỳ thanh trần đập bay tiểu kiếm theo bốn phương tám hướng lại bắn ra mà đến, một phần bắn ngược trở về, công kích kỳ thanh trần bảy người, một phần hướng giang giật bọn người công kích mà đến, bên này hơn một trăm người nhao nhao lấy ra binh khí đón đỡ tự vệ. Phanh 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 phanh, phanh. khắp nơi đều là tiểu kiếm bay loạn. Thời thời khắc khắc đều có tiểu kiếm đâm tới, tràng diện kia phi thường rộng lớn hùng vĩ, rung động lòng người. Giang giật cùng địch linh nhi riêng phần mình lấy ra binh khí đón đỡ, độc linh cũng mặc kệ hai người, dù sao mặc cực phẩm thần khí chiến giáp cái này tiểu kiếm là đâm không chết. Địch linh nhi năng lực thực chiến phi thường yếu, chỉ là mấy hơi thở tự bị công kích hơn 10 lần, giang giật vốn muốn cho độc linh giúp thoáng cái nàng, địch linh nhi lại cắn răng nói ra, giang giật, đừng quản ta, để cho ta lịch luyện một phen. Tốt ha, tiểu kiếm bay vụt tốc độ rất nhanh, nhưng đối với giang giật tới nói hoàn toàn không có áp lực hắn tại thời khắc sinh tử du tẩu nhiều lần, kinh lịch quá nhiều huyết chiến, đối nguy hiểm bản năng phản ứng thật nhanh, thường thường tiểu kiếm còn không có bắn nhanh mà đến, hắn hỏa long kiếm tự đập ra ngoài, nhẹ nhõm đem tiểu kiếm cho đánh bay. Khó trách nơi này nguy hiểm như vậy, được xưng thập đại kinh khủng bí cảnh. Giang giật đón đỡ một hồi tự âm thầm kinh hãi, không đem kiếm sát tộc đánh giết, những này tiểu kiếm công kích liền sẽ vĩnh viễn sẽ không ngừng, xem tất cả mọi người có thể chống cự, vấn đề là thời gian lâu dài đâu. Nhân lực là có hạn, thể lực của con người cùng tinh thần lực tiêu hao quá nhiều hội mỏi mệt, tốc độ phản ứng hội trở nên chậm, sau cùng kết cục liền là bị đánh giết. Vẫn là năm sáu ngàn kiếm sát tộc, giống như tao ngộ năm sáu vạn, năm sáu mươi vạn đâu bọn hắn lại có thể duy trì bao lâu. Trường 1503, có người theo dõi. Uống hay, nơi xa truyền đến từng đảo khẽ kêu âm thanh, giang giật ánh mắt đảo qua âm thầm là kỳ thanh trần gọi tốt. Nữ tử này có thể làm cho toàn trường nam tử xấu hổ, nàng như một trận như gió mát tại kiếm sát tộc đàn bên trong du tẩu, nguyễn kiếm mỗi lần vung vẩy đều sẽ có một tên kiếm sát tộc đầu bị đánh nát, thân thể đập xuống xuống dưới. Mà vô số kiếm sát tộc vung vẩy như kiểu lưới kiếm sắc bén tứ chi hướng nàng quét tới, nàng lại nhiều lần đều có thể tránh đi. Bay tứ tung, bên cạnh bay, bay ngược, nhanh quay ngược trở lại, đảo ngược. Kỳ thanh trần hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là cấp cao nhất thân pháp, thân thể của nàng như một cái tơ liễu nương theo thanh phong phất phới, nhiều khi toàn thân đều cong mấy lần, cảm giác quan xoắn tóc tựa hồ nàng biến thành không xương động vật nàng gương mặt xinh đẹp bên trên từ đầu đến cuối phong khinh vân đạp động tác yêu nhã cảnh đẹp ý vui ầm um, giang giật nhìn mê mẩn bị một cái tiểu kiếm đánh trúng vào ngực thân thể đập bay ra ngoài hắn vội vàng thu hồi ánh mắt nữ nhân này thật sự là một đóa có độc hoa anh túc càng xem càng đẹp càng xem càng có hương vị có thể khiến người ta thật sâu mê muội đương nhiên giang giật cái này đơn thuần đối sự vật tốt đẹp thưởng thức thôi nội tâm của hắn đã băng phong hắn đã đáp ứng y thiền doãn nhược băng bọn người, tại thượng giới tuyệt đối không trêu hoa gẹo nguyệt. Nữ nhân này cũng hoàn toàn chính xác có kịch độc, yêu nàng rất dễ dàng thịt nát xương tan. Mặt khác sáu người cũng rất mạnh, phong hào chiến thần không phải khoác lác, sáu người này là thiên hàn quân chủ điều động cho kỳ thanh trần hộ vệ, chiến lực tự nhiên là khả quan. Mà lại kiếm sát tộc công kích tương đối đơn nhất, liền dựa vào như kiểu lưới kiếm sắc bén tứ chi công kích, sáu người mặc dù không có kỳ thanh trần như vậy dữ dội, nhưng đi qua thời gian một nén nhang, cũng chém giết ít nhất mấy trăm kiếm sát tộc. Mỗi lần đánh giết một cái kiếm sát tộc, liền sẽ có 10 chuôi tiểu kiếm vô lực bay thấp xuống dưới, bên này áp lực từ từ yếu bớt. Có cường giả bắt đầu hướng nơi xa di động, chuẩn bị hợp lực thanh lý kiếm sát tộc, dù sao về sau mỗi lần tao mộ kiếm sát tộc không có khả năng đều dựa vào kỳ thanh trần bảy người A. Một cái kiếm sát tộc chiến lược kỳ thật cũng không mạnh, bọn chúng kinh khủng địa phương ở chỗ hợp kích chiến trận. Còn có tứ chi đều có thể công kích, cảm giác phóng đi trong đại quân, bốn phương tám hướng đều là sáng loáng trường kiếm, làm sao tránh đều trốn không thoát. Trận hình đã bị kỳ thanh trần cùng sáu cái phong hào chiến thần làm rối loạn, rất nhiều người tiến lên chém giết một trận phát hiện đánh giết cũng không phải là quá gian nan, nhao nhao sĩ khi phóng đại, chém giết càng thêm có sức lực. Chậm rãi, toàn bộ người đều quen thuộc kiếm sát tộc phương thức công kích, chỉ cần không bị hợp kích, kiếm sát tộc tự cũng không kinh khủng. Hỏa phượng quân đồng phục chiến thần cấp cường giả, bên trong nhưng không có một cái công tử ca, năng lực thực chiến tiêu chuẩn. Duy nhất để mọi người nhức đầu là, kiếm sát tộc phòng ngự quá cường đại, không có thượng phẩm thần binh mấy chiêu căn bản là không có cách đánh nát kiếm sát tộc đầu, mà công kích tại thân thể của bọn chúng cùng tứ chi, bọn chúng không có nửa điểm ảnh hưởng, đều là tử vật lại càng không có cảm giác đau đớn. Có cái này hơn 100 người gia nhập, tiêu diệt toàn bộ nhanh hơn. Vẹn vẹn nửa canh giờ, mấy ngàn kiếm sát tộc bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa, kỳ thanh trần bắn ngược mà quay về, giao cho những người còn lại tiêu diệt toàn bộ. Giang giật cùng địch linh nhi độc linh không có gia nhập bên kia đại chiến, giang giật có tự mình hiểu lấy, địch linh nhi chiến lược càng yếu, hơn độc linh nhất định phải lưu lại bảo hộ các nàng. Thường tướng quân, tất cả tiểu kiếm đều không công kích bên này, giang giật hiếu kỳ dò hỏi, bí cảnh bên trong kiếm sát tộc có bao nhiêu có thể hay không tao ngộ mấy vạn kiếm sát tộc đại quân. Đương nhiên hội, kỳ thanh trần rất khẳng định nói ra, năm đó ta đi theo phụ hoàng tới này lịch luyện, đã từng tự tao ngộ hơn 10 vạn kiếm sát tộc đại quân. Bất quá bình thường loại tình huống này rất ít gặp, tối đa cũng tựu mấy vạn A. À. Chỉ cần không đi kiếm sát tộc đại bản doanh, vận khí không phải đặc biệt cóng, cũng không sẽ tao ngộ vượt qua 10 vạn kiếm sát tộc đại quân. Nha, Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên, giống như tao ngộ mấy vạn đại quân, kia rất dễ dàng có đại lượng tử thương. Kỳ Thanh Trần nhìn Giang giật một cái nói, yên tâm đi, giống như tao ngộ đại quân, ta sẽ dẫn người đứng vững, các người lập tức rút lui sẽ không quá nguy hiểm. Không được, vẫn là quá nguy hiểm. Giang giật ánh mắt bỏ ra. Độc Linh nói, Độc Linh, đợi lát nữa người thay thế Kỳ Phi đi dò xét. Nếu có kiếm sát tộc đại quân, chúng ta lập tức lách qua. Độc Linh Kỳ Thanh Trần đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhàn nhạt cười nói, giống như hắn đi dò xét, hoàn toàn chính xác sẽ an toàn rất nhiều. Mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Thượng tướng quân quá khen rồi. Độc Linh chắp tay, khiêm tốn nói ra, Độc Linh chắc chắn toàn lực ứng phó thỉnh thượng tướng quân hỗ trợ bảo hộ thiếu chủ nhà ta. Ha ha, kỳ thanh trần vũ mị cười nói, yên tâm, có ta ở đây, nhà ngươi thiếu chủ không chết được, đi thôi. Hưu, độc linh thân thể đột một biến mất giữa không chung, bắt đầu tiếp nhận kỳ phi dò xét công việc, giang giật nội tâm thở dài một hơi, mị ảnh tộc là tốt nhất trinh sát, không có cái thứ hai. Đại bản doanh, giang giật nhớ tới kỳ thanh trần nói lời, ánh mắt chấp động mấy phần, Trầm giọng hỏi, trước kia tới này dò xét phong vương cấp cường giả từng tiến vào đại bản doanh không có có lẽ trong đại bản doanh có cường giả ẩn núp, còn có đại trận đâu ta luôn cảm giác những này kiếm sát tộc càng giống là khôi lỗi. Không phải, Kỳ Thanh Trần cho rất khẳng định đáp án, giải thích nói, phong vương cấp cường giả đều đi qua đại bản doanh, phụ hoàng ta đã từng cũng đi qua, bọn hắn đem đại bản doanh kỹ càng dò xét mấy lần, không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì đại trận cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, cái này kiếm sát tộc hẳn là thiên địa dựng dục mà ra kỳ vật. Ha ha, Giang giật về sau thực lực ngươi cường đại, có thể đi sông vào một lần kiếm sát tộc đại bản doanh, nghe nói bên kia có vài ức kiếm sát tộc. Không đi, Giang giật đầu lắc chống lúc lắc, hắn lại không có khuynh hướng tự ngược đãi, làm sao lại chính mình đi tìm tai vạ. Cho chuyện ở giữa, xa xa chiến đấu đã đạt tới hồi cuối, lần chiến đấu này coi như hoàn mỹ. Đồng dạng không có người chết, bất quá có hơn 20 người thụ thương, còn có hai người bị đả thương nặng. Kỳ hải, đem hai người kia thu nhập không gian thần khí bên trong an dưỡng, những người còn lại tiếp tục hành quân, kỳ phi các ngươi không cần dò xét, đi theo mọi người cùng nhau đi. Kỳ thanh trần hạ lệnh. Đồng thời nhìn lướt qua địch Linh Nhi cùng Giang giật nói, kỳ hải, đợi lát nữa người phụ trách bảo hộ giám quân các nàng. Kỳ phi nhìn thấy độc Linh biến mất, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại như chút được gánh nặng. Mị ảnh tộc cường giả là trời sinh trinh sát, có như thế nhân tài không cần, để hắn loại này gà mờ đi dò xét. Kỳ hải đem kia hai cái trọng thương quân sĩ thu vào, sau đó bay tới mang theo giang giật, đại quân tiếp tục di chuyển. Nhiệm vụ lần này địa điểm có chút xa, muốn phi hành một ngày rưỡi thời gian mới có thể đến. Nhiệm vụ cũng không có quá hung hiểm, tự nhìn đường bên trên phải chăng bình tĩnh. Trên đường rất bình tĩnh, phi hành đại nửa ngày, thế mà không còn có tao ngộ một cố kiếm sát tộc đại quân, độc linh ven đường hội lưu lại hành tẩu lộ tuyến, mọi người lần theo lộ tuyến phi hành chính là. Một ngày về sau, đồng dạng không có tao ngộ bất luận cái gì kiếm sát tộc, hỏa phượng quân đối độc linh bản sự xem như chịu phục, Tụ liền kỳ thanh trần đều cố ý truyền âm tới, cảm khái nói độc linh cường đại. Hưu, lần nữa qua một canh giờ, độc linh đột nhiên nhẹ nhàng trở về, giang giật khẩn trương nhìn qua hắn, dò so hỏi thế nào độc linh phía trước có kiếm sát tộc đại quân. Không phải, độc linh lắc đầu, tấm kia thường thường không có gì lạ trên mặt có chút kinh nghi hắn nhìn một cái kỳ thanh trần thấp giọng giải thích nói ta tại phụ cận phát hiện chúng ta mị ảnh tộc võ giả tung tích mặc dù không có đối mặt nhưng ta có bảy thành nắm chắc kết luận có mị ảnh tộc cường giả đang theo dõi chúng ta mị ảnh tộc giang giật cùng kỳ thanh trần liếc nhau hai người trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc đãng ma quân bên trong mị ảnh tộc không nhiều a à chẳng lẽ là y bất hối mang tới cường giả y bất hối để cho người ta theo dõi bọn hắn làm gì chẳng lẽ có toan tính mưu. chương 1504, Anh Linh, Kỳ Nguyệt, Giang giật nghĩ nghĩ, hỏi, ngoại trừ y bất hối mang tới người bên ngoài, nhưng còn có còn lại mị ảnh tộc. Có, Kỳ Nguyệt nghĩ nghĩ thấp giọng nói ra, y vu tới, mang theo ba cái mị ảnh tộc cường giả. Y vu, Giang giật có chút ấn tượng, tựa như là mị ảnh tộc một cái chi thứ con em, bất quá thiên tư kỳ cao, có thụ mị ảnh tộc cao tầng coi trọng. Lần trước vạn giới đấu pháp kỳ thanh trần cùng tiểu ưng vương một trận chiến về sau, hắn liền là cái thứ nhất ra sân. Nếu như hắn đến đãng ma quân doanh, mị ảnh tộc phái mấy cường giả đi theo cũng là bình thường. Mặc kệ là người nào, kỳ thanh trần đôi mắt đẹp băng hàn, nhìn qua độc linh nói ra, chuyện quan trọng nhất liền là xác định đến cùng có người hay không theo dõi. Nếu có người theo dõi, việc này liền phiền toái, rất có thể có người muốn âm chúng ta. Giang giật nhận đồng gật đầu, cái này kiếm sát bí cảnh nguy hiểm như vậy, giống như không phải đầu óc có vấn đề, là tuyệt đối sẽ không chạy đến nơi đây tới, còn một đường theo dõi bọn hắn. Giải thích duy nhất vậy chính là có đại nhân vật muốn bố cục hố bọn hắn, tìm y bất hối hoặc là y vu cho mượn người, hay là hai người một trong tham dự việc này. Độc linh, giang giật con người nhất chuyển quét về phía độc linh hạ lệnh, người tiếp tục dò xét, tranh thủ phán đoán thân phận của người này cùng mục đích, nếu như có thể mà nói, trực tiếp cầm xuống. Rõ, độc linh lĩnh mệnh, thân thể biến mất giữa không chung, Kỳ Thanh Trần nghĩ nghĩ hỏi, giang giật, muốn hay không để kỳ phi bọn hắn đi phía trước dò xét. Độc Linh đi lần theo, phía trước tụ không ai dò xét, Kỳ Thanh Trần mới có câu hỏi này. Giang giật lắc đầu nói, yên tâm đi, dùng độc linh năng lực, dò xét cùng truy tung hay không chậm trễ, người chớ xem thường hắn, hắn đã từng bị mấy đại gia tộc liên thủ truy sát 10 năm. Tốt, kỳ thanh trần nhẹ gật đầu, dẫn người tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Bất quá lần này nàng bay đến phía trước nhất, thần thức một mực xa nhất khoảng cách dò xét. Nàng là phong vương cấp không sai, nhưng vừa rồi cũng không có lựa chọn đuổi theo cha cái kia theo dõi cường giả, nàng phi thường tinh tường dò xét năng lực, nàng là tuyệt đối so ra kém Độc Linh. Độc Linh không để cho đại gia thất vọng, phía trước một đường một mực có mịt mờ chỉ đường đánh dấu, mọi người đi theo ký hiệu đi, lần nữa đi tiểu nửa ngày đồng dạng đều không có tại tao ngộ bất luận cái gì kiếm sát tộc. Hô hô, Kỳ Thanh Trần cùng Giang giật thở dài một hơi, nhiệm vụ địa điểm không xa. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cho dù có phiền phức mọi người cũng có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Xa như vậy chạy đến nơi đây, không hoàn thành nhiệm vụ, quá thiệt thòi quá thiệt thòi. Hưu, qua hai canh giờ, độc linh thân ảnh tại giang giật bên người hiển hiện, hắn sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu nói, là cao thủ, có thể xác định là mị ảnh tộc cấp cao nhất thích khách, ta không cách nào truy tung đến hắn, càng không có cơ hội bắt lấy hắn, hắn hẳn là cũng đoán được ta đang truy tung hắn. Mặc kệ, kỳ thanh trần lạnh lùng vung tay lên nói, trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ, cùng lắm thì hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ vào không gian thần khí bên trong, ta mang theo đại gia trở về. Bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn, ai có bản sự này lưu lại ta. Ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, như đem tất cả mọi người cất vào không gian thần khí bên trong, ngược lại là một lao vĩnh giật. Bằng vào kỳ thanh trần thực lực coi như đến mấy vạn đại quân, chỉ cần không có phong vương cấp cường giả nàng nhẹ nhõm có thể phá vây. Lại nói, cho dù có người muốn hú bọn hắn, cũng không có khả năng công khai đến, trừ phi bọn hắn có diệt khẩu năng lực, nếu không cho bất cứ người nào chạy trở về, đáng ma quân tam đại thống soái tuyệt đối phải tức giận, thiên hàn quân chủ cũng sẽ nổi giận. Độc linh tiếp tục đi dò xét, đại quân bằng nhanh nhất tốc độ hành quân, trên mặt tất cả mọi người đều là ngưng trọng, nguy hiểm không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất, có thể khiến người ta nội tâm run dày, tinh thần sụp đổ. Lần nữa bình tĩnh đi lại tiểu nửa ngày, mọi người rốt cục đã tới nhiệm vụ địa điểm, phong linh sơn. Kiếm sát bí cảnh hoàn cảnh quá yêu mỹ, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm khắp nơi đều là cây xanh hoa hồng bất quá bởi vì kiếm sát tộc tồn tại cũng không có sinh vật còn sống cái này phong linh sơn liền là một người phi thường xinh đẹp địa phương nơi này có một mảnh rậm rạp tùng lâm hợp lâm bên trong chỉ có một loại đại thụ những đại thụ này quả tựa như từng cái chuông gió giờ phút này còn không có tới gần liền có thể nghe được từng đợt đinh đinh đương đương thanh âm tựa như rất nhiều chuông gió tại ngâm sướng mọi người chú ý kỳ thanh trần tại chuông gió ngoài núi ngừng lại nàng trầm giọng bàn giao nói, cái này chuông gió trong núi có mê trận, chuông gió cây cũng vô cùng cứng rắn, rất khó phá hư. Đại gia chớ đi loạn, đều đi cùng một chỗ, chế chút các loại chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta mang mọi người phá trận mà ra. Nhiệm vụ lần này mục tiêu anh Linh liền tại bên trong, anh Linh cũng không tính rất mạnh, giang giật người chú ý cứu người, đại gia dùng thần thức tìm kiếm anh Linh linh hạch, chỉ cần hủy đi linh hạch anh Linh liền chết. Kỳ Thanh Trần đã từng tới kiếm sát bí cảnh, còn cùng phụ thân nàng xông qua phong linh sơn, nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng là nàng xác định bởi vì nàng biết rõ anh linh nhược điểm mọi người âm thầm nhớ kỹ đi theo kỳ thanh trần hướng đại sơn bay đi tại đại sơn bên ngoài lúc giang giật ngừng lại quát khẽ nói độc linh hưu độc linh thân thể giữa không trung thoáng hiện giang giật bàn giao nói người chớ đi vào ở bên ngoài dò xét có thượng tướng quân tại ta cùng linh nhi tiểu thư không có việc gì nếu có tình huống đặc biệt nhớ kỹ trước tiên đi vào thông báo chúng ta Tốt, độc linh lĩnh mệnh biến mất giữa không chung, kỳ thanh trần nhẹ gật đầu. Độc linh đi vào tác dụng không lớn, ở bên ngoài có thể dự cảnh, có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, mọi người cũng tốt trước tiên ứng đối. Chuông gió cây rất cao lớn, mà lại lít nha lít nhít, theo trên không xem hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mà lại cái này phong linh sơn tựa hồ có loại tự nhiên huyễn trận, thần thức không cách nào dò xét tra lý mặt tình huống, đoán chừng đây cũng là minh giới lựa chọn nơi này thẩm thấu nguyên nhân đi. Vù vù, Kỳ Thanh Trần dẫn đầu hướng chuông gió trong núi bay đi, trực tiếp bắn vào cây lá rậm rạp bên trong, tiến vào chuông gió trong ngọn núi. Người phía sau nối đuôi nhau mà vào, Kỳ Hải Kỳ Nguyệt Kỳ Hà vây quanh giang giật cùng địch Linh Nhi đi theo tiến vào bên trong. Kỳ Phi, một đường lưu lại ký hiệu, Kỳ Thanh Trần thanh âm vang lên, giang giật tiến vào sau nhìn lướt qua, phát hiện bên trong tia sáng phi thường ảm đạp, âm trầm, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là một cỗ hủ bại chi khí, làm người ta buồn nôn. Ông kỳ thanh trần trên người chiến giáp phát sáng lên, chiếu sáng bốn phía. Mọi người nhao nhao bắt trước, dạng này sẽ không lạc đường, chuông gió cây thân cây rất dài, phía dưới trụi lủi, sở dĩ giờ phút này nhìn lại cũng cảm giác thân ở thạch phong mê trận, khắp nơi đều là to lớn thân cây. Ô ô, từng đạo hài nhi tiếng khóc, từ đằng xa đứt quãng chuyển đến, để cho người ta dùng mình. Địch Linh Nhi dọa đến một phát bắt được Giang giật cánh tay, nơi này khí thức quá âm trầm, tăng thêm loại thanh âm này, Giang giật đều có chút sù lông. Đi, Kỳ Thanh Trần nội tâm đoán chừng cũng rất là không thoải mái, sắc mặt nhưng không có nửa điểm biến ảo, dù sao nàng là toàn quân chủ soái, không thể có nửa điểm khiếp nhược, nếu không dễ dàng để quân tâm bất ổn. Trong tay nàng màu đỏ mềm kiếm nhất quét, trước tiên hướng phía trước mới bay đi. Ô ô, phi hành một khoảng cách, hai nhi tiếng khóc càng lúc càng lớn, mà lại bốn phương tám hướng đều đứt quãng truyền đến. Địch Linh Nhi dọa đến đã nửa người ôm lấy giang giật, chúng cường giả làm thành một đoàn tốc độ phi hành giảm bớt, ánh mắt chấp động, nhao nhao ngừng thở, chờ đợi anh Linh tiến công. Trường 1505, cắt ngang người ba cái chân. Anh Linh công kích tới rất nhanh, nương theo lấy từng đạo đứt quáng hài nhi tiếng khóc, từng sợi xương mù màu trắng từ đằng xa phiêu khởi, mọi người thần thức đảo qua, phát hiện Bạch yên bên trong có trăm ảnh không ngừng chấp động, như ẩn như hiện, rất là dọa người. Địch Linh Nhi không biết là thật bởi vì sợ, vẫn là muốn cùng Giang giật rút ngắn một điểm khoảng cách, nửa người từ đầu đến cuối ôm lấy Giang giật, trước ngực mềm mại đặt ở Giang giật trên cánh tay, để giang giật cảm giác lại là xấu hổ lại là sảng khoái đương nhiên giờ phút này cũng không phải phong hoa tuyết nguyệt thời điểm giang giật truyền âm cho địch linh nhi nói linh nhi tiểu thư để kỳ nguyệt các nàng bảo hộ ngươi anh linh muốn tiến công a à, địch linh nhi tỉnh ngộ lại vội vàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng buông ra giang giật giang giật trước tiên vào tới nguy tâm chứ tiểu triện ký tự thoáng hiện tùy thời chuẩn bị cứu người anh linh nếu là linh hồn thể minh giới sinh vật khẳng định như vậy là linh hồn công kích công kích linh hồn đồng thời sẽ dùng minh khí cùng một chỗ xâm nhập, loại này đối với linh hồn yếu võ giả là chí mạng, không cẩn thận liền sẽ bị ma hóa. Ô ô, Bạch Yên dùng tốc độ khủng khiếp tràn ngập mà đến, từng đạo bóng trắng tiềm phục tại Bạch Yên bên trong. Giang giật thần thức liếc nhìn, rốt cuộc thấy rõ ràng cái này anh Linh. Danh tự này thật rất hình tượng, những cái kia anh Linh cảm giác tựa như từng cái hài tử, bất quá bộ dáng hung thần ác sát, ngoài miệng có răng nanh, con mắt là màu xanh, toàn thân trong suốt, tựa như từng sợi khói xanh linh hạch ở đâu giang giật thần thức quét mấy lần căn bản không có phát hiện kỳ thanh trần nói tới linh hạch hắn còn nếm thử tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào hưu bên kia kỳ thanh trần động thân thể như như cuồng phong bay vào trong sương mù khói trắng nàng nhuyễn kiếm run run không ngừng đâm về những cái kia như ẩn như hiện anh linh mỗi lần đâm địa phương cũng không giống nhau có đôi khi đâm đầu có đôi khi đâm thân thể có đôi khi còn chuyên công kích cước a à, nhưng nàng mỗi lần một đâm bị công kích anh linh đều sẽ phát ra một tiếng thống khổ chu lên, thân thể bạch quang lóe lên trực tiếp sụp đổ, hóa thành xương trắng. Giang giật nhìn mấy lần, phát hiện mấy cái phong hào chiến thần nhiều lần đều có thể có chỗ thành tích, hẳn là đều có thể khóa chặt anh linh linh hạch. Bất quá những người khác còn kém xa, rất nhiều người thậm chí lung tung qua binh khí trong tay, một trận đâm loạn, đoán chừng cùng Giang giật đồng dạng cũng vô pháp tìm tới anh linh linh hạch. Kỳ hải, bên kia, Giang giật nhìn thấy bên trái có người chúng chiêu, vội vàng hướng bên người kỳ hải quát khẽ nói kỳ hải một mực không nhúc nhích nhiệm vụ của hắn liền là bảo hộ giang giật giang giật thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều trọng yếu hắn là mọi người vú em có thể cứu mạng kỳ hải mang theo giang giật trôi hướng bên trái chữ tiểu truyện ký tự hóa thành lưu quang hướng bên kia bốn năm người lướt tới cái này bốn năm người thân thể không động được hẳn là bị anh linh công kích chữ tiểu truyện ký tự vừa ra tay mấy người kia trong nháy mắt tự thanh tình một đám người đều là chiến thần cấp bậc linh hồn rất mạnh. Công kích linh hồn tất cả mọi người có thể ngăn cản, đáng sợ nhất liền là công kích linh hồn bên trong tài liệu thi minh khí, minh khí ma hóa tốc độ quá nhanh, cũng khó khăn nhất khu trục, dưới tình huống bình thường muốn nhờ đáng ma đan. Kỳ hải, những này anh Linh là thế nào công kích ta làm sao không có phát hiện bọn chúng công kích a? Giang giật tiếp tục trợ giúp mọi người khu trục minh khí, hắn có chút hiếu kỳ cùng bên người kỳ hải vấn đạo, cái sau cười khổ nói, người có muốn hay không thử một chút người đi xương trắng nồng nặc nhất địa phương liền biết, anh Linh công kích linh hồn liền là xương trắng, giết người ở vô hình A. Vẫn là thôi đi, Giang giật lắc đầu, linh hồn hắn quá yếu, mặc dù có chữ tiểu triện ký tự không sợ cấp thấp công kích linh hồn, nhưng hắn không có tự ngược chứng. Phía trước có người chịu lấy, hắn vui với nhàn nhã ở phía sau giúp mọi người khu trục minh khí. Anh Linh quả nhiên không tính cường đại minh giới sinh vật, chỉ là công kích quỷ dị một chút, tìm tới nhược điểm vẫn là rất dễ dàng đánh giết. Chậm rãi tất cả mọi người ổn định lại, cẩn thận tìm phía dưới, rất nhiều người đều có thể mơ hồ cảm ứng được anh Linh Linh Hạch. Bất quá cái này Linh Hạch có thể di động, mà lại tốc độ di động thật nhanh, cần tốc độ cực nhanh cùng nhãn lực mới có thể đánh chúng. Chỉ cần có thể tìm tới Linh Hạch, hết thảy đều không phải là vấn đề, tại sao nửa canh giờ, phần lớn người đều có thể tìm tới Linh Hạch. Giang giật mệt đến ngất ngư, bởi vì bên ngoài xương trắng tràn ngập, căn bản không biết có bao nhiêu anh Linh, không ngừng có người chúng chiêu, hắn cùng kỳ hải một mực tại bôn tẩu, bốn phía cứu hỏa có giang giật cái này vú em tại, tất cả mọi người không cố kỵ gì, toàn lực chém giết, anh Linh từng mảnh từng mảnh bị chém giết. Nhiệm vụ lần này bên trên ghi rõ anh Linh có hơn 10 vạn, nhưng là mọi người dòng dã đánh chết ba canh giờ, anh Linh vẫn là vô cùng vô tận toàn bộ phong linh sơn anh Linh hẳn là đều bị hấp dẫn đến đây, những này minh giới sinh vật cũng không có quá cao linh trí, một khi tao ngộ nhân tộc chính là không chết không thôi. Địch Linh Nhi rốt cục khôi phục lại, nàng một bên đóng dấu thạch ghi chép tình hình chiến đấu, còn một bên nếm thử công kích anh Linh. Nàng cảnh giới kỳ thật rất cao, đạt đến phong hào chiến thần tình trạng. Chỉ là tuổi còn nhỏ, từ nhỏ nuông chiều từ bé, cũng không có tham dự qua thêm chiến đấu. Lần này địch minh tâm cũng hung ác, một người không có đưa cho nàng, liền để nàng tới này xông xáo. Địch minh vốn cho là có địch thiên quân tại, địch Linh Nhi lại nhận rất tốt bảo hộ, lại không nghĩ rằng địch Linh Nhi cố chấp tới hỏa phượng quân. Có kỳ thanh trần tại, hỏa phượng quân thật rất hạnh phúc nữ tử này biêu hãn đến không tưởng nổi, mà lại cùng phổ thông đại gia tộc tiểu thư không giống, giết chóc quả quyết, tựa như một tôn nữ chiến thần. Dạng này nữ tử mới có thể làm được khuyên quốc khuyên thành bốn chữ, bình thường như một đóa bạch liên hoa, thanh thuần điềm tĩnh, phát huy thời điểm không kém gì nam tử. Giang giật nhớ tới thần võ quốc một câu cổ ngữ, dưới phòng bếp, bên trên đến phòng lớn, bên ngoài như phu nhân, ở nhà là hiền thê, cũng không biết đi trên giường sẽ hay không như đãng phụ. Chém giết dòng dã năm canh giờ, Mọi người đã chém giết ít nhất vượt qua 15 vạn anh linh, nhưng xa xa anh linh vẫn là vô cùng vô tận. Rất nhiều người đều bắt đầu thầm mắng đãng Ma quân Trinh sát, tình báo sai lầm rất dễ dàng dẫn đến toàn quân bị diệt. Vạn nhất nơi này không chỉ chỉ có anh linh, càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, mọi người không phải chết oan a. À. Bất quá hết thảy đều có ấn thạch ghi chép, sau khi trở về cũng có thể thêm vào chiến công, mọi người ngược lại là không quan trọng. Dù sao anh linh hiếu sát, có giang giật tải cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Tất cả mọi người mặc kệ, toàn lực chém giết. Hưu, qua nửa canh giờ, một trận âm phong từ phía sau bay tới, Độc Linh thân thể đột nhiên ngưng mọi người sau lưng, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vừa xuất hiện tự quát khẽ, thượng tướng quân, thiếu chủ xảy ra chuyện, nơi xa tới rất nhiều kiếm sát tộc đại quân, bốn phương tám hướng đều có. Sau nửa canh giờ sẽ vây quanh Phong Linh Sơn, dự tính kiếm sát tộc đại quân số lượng vượt qua 500 vạn. 500 vạn, Kỳ Nguyệt Kỳ Hà hai chân run lên, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Giang giật cùng xa xa kỳ thanh trần liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một đạo lạnh ý. Quả nhiên có người bố cục muốn lừa giết các nàng, mà lại thủ bút vô cùng lớn, dẫn động 500 vạn kiếm sát tộc, cũng không biết bọn hắn làm sao làm được. Du thiên nghịch, hai người trong đầu đều hiện lên một cái có yêu diễm hình xăm đầu chọc, dám như thế làm ẩu, có thể có được như thế năng lực người thật đúng là không nhiều, Du thiên nghịch khả năng lớn nhất. Rất tốt, kỳ thanh trần lần này là thật nổi giận, nàng đôi mắt đẹp nhất truyền lạnh giọng lẩm bẩm nói du thiên nghịch chờ bản tướng quân sau khi trở về không cắt ngang người ba cái chân bản tướng quân tùy ngươi họ chương 1506, phá vây 500 vạn kiếm sát tộc đây là một cái phi thường khủng bố số lượng mấy vạn kiếm sát tộc mọi người còn có thể chống đỡ một hồi vượt qua 10 vạn đoán chừng rất nhiều người phải chết mấy chục vạn ngoại trừ kỳ thanh trần bên ngoài toàn bộ muốn bỏ mình mặc dù 500 vạn kiếm sát quân là theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến nhưng phân xuống tới một bên cũng có trăm vạn làm sao dẫn tới giang giật trong đầu đều là kinh nghi nhiều như vậy kiếm sát tộc muốn dẫn tới vậy cần một đám tốc độ thật nhanh cường giả tốc độ không nhanh đi dẫn dắt sẽ bị kiếm sát tộc đánh giết chẳng lẽ lại du thiên nghịch xuất động mấy ngàn cái phong hào chiến thần cấp cường giả dẫn dắt hắn có thể điều động nhiều người như vậy sao giang giật nghĩ đến một trận vẫn là không nghĩ ra giờ phút này cũng không phải nghĩ việc này thời điểm ánh mắt của hắn bỏ ra kỳ thanh trần chờ đợi quyết đoán của nàng những người còn lại một bên đánh giết Anh Linh, một bên đưa ánh mắt đồ đầu nhìn về phía Kỳ Thanh Trần, duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có cái này thượng tướng quân. Giống như nàng đem mọi người cất vào trong không gian giới chỉ cũng vô pháp phá vòng vây lời nói, tất cả mọi người muốn chết. Nửa canh giờ, Kỳ Thanh Trần cắn răng, quát khẽ nói, Độc Linh, ngươi lập tức đi dò xét dưới, nhìn xem bên nào tốt phá vây chúng ta trước đem những này Anh Linh tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, lập tức sẽ tiêu diệt toàn bộ chơi, từ bỏ thật là đáng tiếc, đại gia yên tâm ta tuyệt đối sẽ bình an mang theo đại gia trở về. Còn muốn tiêu diệt toàn bộ, Giang giật lông mày nhíu lại, nguy hiểm như thế thời khắc, Kỳ Thanh Trần là đối thực lực mình quá có tự tin, vẫn không nỡ cái này 200 vạn chiến công A. À. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại Kỳ Thanh Trần giống như không muốn một phần chiến công, nàng cũng không phải là như vậy tự phụ người, kia chỉ có cuối cùng một loại khả năng Kỳ Thanh Trần muốn đợi bố cục người xuất hiện. Kỳ Thanh Trần xem ra là động sát tâm, kiếm sát đại quân một khi vây kín tới, bố cục người tuyệt đối sẽ theo đuôi mà tới. Chỉ cần tại phụ cận tìm tới hắn, kỳ thanh trần liền có thể cầm tới chứng cứ xác thực, trực tiếp động thủ chém giết. Dạng này coi như du thiên vương đều không lời nào để nói, nếu không lần này tựu rõ ràng bị hố, không có chứng cứ ai có thể chứng minh là du thiên nghịch bố trí cục diện. Vẫn là quá mạo hiểm, giang giật có chút lo lắng, luôn cảm giác hôm nay phải có đại sự phát sinh. Chỉ là kỳ thanh trần đã hạ lệnh, nàng là chủ soái giang giật không thật nhiều nói, chỉ có thể nhanh chóng chấp động trong bang chiêu người khu trục minh khí. Nguy hiểm đang từng bước tới gần, mọi người toàn bộ liều mạng, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt toàn bộ. Vẹn vẹn ba nén hương thời gian, phụ cận anh Linh toàn bộ bị đánh chết. Kỳ thanh trần trong tay màu đỏ mềm kiếm nhất sun, thu nhập trong không gian giới chỉ, đồng thời chiếc nhẫn của nàng lóe lên, một cái màu đỏ tiểu cung điện xuất hiện, nàng ngưng âm thanh nói ra, đều khác đừng kháng cự, ta thu các ngươi đi vào. Mọi người không có bất kỳ cái gì dị nhị, kỳ thanh trần tốc độ là nhanh nhất, thực lực cũng là tối cường, nàng mang theo mọi người có thể nhẹ nhõm phá vây, giống như không vào không gian thần khí bên trong, mọi người ngược lại sẽ liên lụy nàng. từng người được thu vào đi vào, địch linh nhi kỳ nguyệt mấy người cũng không ngoại lệ, chỉ là một lát hơn 100 người đều bị thu đi vào, duy chỉ có còn lại giang giật. a, à, giang giật nhìn thấy kỳ thanh trần cũng không có đem hắn thu nhập đi vào, hơi nghi hoặc một chút nháy nháy mắt hỏi, ta không có kháng cự a, à, vì sao không đem ta thu vào đi? ai nói muốn thu người tiến vào? Kỳ Thanh Trần đem cung điện nhỏ màu đỏ ném vào không gian giới chỉ, không có xem Giang giật một chút. Giang giật cuống lên, trông mong nhìn qua nàng nói ra, không mang theo người dạng này đùa, người không có khả năng mặc kệ ta đi. Phốc, Kỳ Thanh Trần nở nụ cười xinh đẹp, liếc mắt nhìn nhìn Giang giật một cái nói, nhìn ngươi điểm ấy không có tiền đồ dáng vẻ, yên tâm đi, ta tự mình mang theo ngươi đi. Cùng kiếm sát tộc giao chiến lâu sẽ bị sát khí ảnh hưởng, người nếu không lúc giúp ta tịnh hóa kiểu làm sạch, hạ linh hồn, trên người ngươi có cực phẩm thần khí chiến giáp cẩn thận một chút không chết được a à nha giang giật bừng tỉnh đại ngộ hắn không cùng kiếm sát tộc giao thủ qua không biết ảo diệu trong đó không bằng hắn vẫn còn có chút không hiểu mà hỏi ta có thể tịnh hóa kiểu làm sạch sát khí sao còn có sát khí là cái gì cùng minh khí giống nhau sao hẳn là có thể kỳ thanh trần gật đầu nói người những chữ kia phù rất thần kỳ có được một cỗ phi thường thần thánh lực lược, lược, đoán chừng có thể tịnh hóa kiểu làm sạch sở hữu tà ác mặt trái đồ vật sát khí là cái gì, ngươi chờ chút liền biết. Đi, nếu ngươi không đi tựu thật sẽ bị vây giết. Kỳ thanh trần nhẹ nhàng tới, một tay bắt lấy giang giật cánh tay, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nát đi theo bay tới, để giang giật nội tâm rung động. Hắn nhưng là khóm hoa lão thủ, biết rõ đây cũng không phải là mùi nước hoa, mà là nữ tử mùi thơm cơ thể, loại này mùi thơm cơ thể có rất ít nữ tử có thể có. Hưu, kỳ thanh trần mang theo giang giật bắn thẳng đến mà lên, Giang giật không dám suy nghĩ lung tung, đợi lát nữa cần phải khổ chiến. Thực lực của hắn đoán chừng giúp không được gì, nhưng có thể không kéo kỳ thanh trần chân sau, vẫn là tận lực không muốn kéo, kỳ thanh trần chết rồi, tất cả mọi người muốn chết. Phanh phanh, kỳ thanh trần lấy ra nhuyễn kiếm như như độc xà run run, đem phía trên lá cây từng mảnh từng mảnh xoắn nát, nàng cũng không có thẳng tắp hướng lên trên mặt bay đi, mà là thành một cái đặc thù độ cong. Một mực phá mười mấy tầng đám lá cây về sau, bầu trời phát sáng lên, hai người đơn giản ra phong linh sơn. Giang giật hướng bốn phương tám hướng nhìn một cái, cũng không nhìn thấy nửa cái kiếm sát tộc. Kỳ thanh trần nhìn mấy lần cũng không biết hướng bên nào đi, chờ một lát độc linh thanh âm vang lên tại hai người bên tai, phía đông, phía đông kiếm sát tộc hẳn là sẽ ít một chút, nhưng cụ thể ta không dám hứa chắc. Tốt, vậy liền phía đông, kỳ thanh trần khí thế một thịnh, ép tới giang giật kém chút hít thở không thông, nàng thần thức khóa chặt xa xa độc linh, dò hỏi, độc linh, chính ngươi có thể phá vây sao? có thể độc linh truyền âm tới rất khẳng định nói ra chỉ cần không có cường giả chặn đường bằng vào kiếm sát tộc còn ngăn không được ta kia tốt kỳ thanh trần gật đầu nói chính người phá vây tại phụ cận cho ta dò xét bố cục người hẳn là liền tại phụ cận tìm tới bọn hắn sau đó trở về nói cho ta mặc kệ là ai ta đều sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn tốt độc linh thân thể đều không có hiển hiện cũng không có một câu nói nhảm chỉ là truyền âm cho giang giật nói thiếu chủ người có thể phóng thích tiềm ẩn thuật dạng này kiếm sát tộc hẳn là đều không phát hiện được ngươi bọn chúng chỉ có thể cảm ứng có sinh mệnh vật thể giống như tao ngộ nguy hiểm người tiểu tiềm ẩn đừng nhúc nhích chờ ta tới tìm ngươi độc linh bay đi kỳ thanh trần động thân thể như như cuồng phong nhắm hướng đông bên cạnh bay đi tốc độ quá nhanh nhanh đến mức giang giật con mắt đều không mở ra được bên tai nghe tiếng gió hách hách còn có chút cảm giác choáng váng đầu phong vương cấp tốc độ quá kinh khủng hiu 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 vẻn vẹn bay thời gian một nén nhang phía trước tự truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Kỳ thanh trần thân thể ngừng lại, giang giật mới có thể mở to mắt, hắn hướng phía trước nhìn lướt qua, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, liên tục nuốt mấy cái nước bọt. Nếu như nói lần trước tao ngộ kiếm sát tộc là một mảnh hồng vân, như vậy giờ phút này phía trước kiếm sát tộc liền là một mảnh màu đỏ ngập trời cự lãng, hai người tựa như trong biển hai thuyền lá, trong tầm mắt trên đường chân trời đều là sóng biển, phô thiên cái địa gào thét mà tới. Trăm vạn, ít nhất có trăm vạn, Giang giật hô hấp trở nên rồn rập mấy phần, có chút lo lắng kỳ thanh trần, nàng có thể theo cái này trăm vạn kiếm sát tộc bên trong giết ra một đường máu sao. Bên trên ta trên lưng, kỳ thanh trần đột nhiên mở miệng nói một câu nói, giang giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc coi là nghe lầm, mơ hồ hỏi ngươi nói cái gì. Bên trên ta trên lưng đến, kỳ thanh trần mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cùng giận dữ, hung tận nhìn chằm chằm giang giật một cái nói, ta muốn phá vây. Một cái tay mang theo ngươi làm sao phá vây ngươi thành thành thật thật tại ta trên lưng ở lại, tay. Chớ lộn xộn, nếu không ta chặt năm chi. Tê tê, Giang giật hít một hơi lãnh khí, cái này mẫu lão hổ quá độc ác, chặt tứ chi không sao, lại muốn chặt năm chi. Chương 1507, không tốt, còn không mau một chút. Nhìn thấy Giang giật lề mà lề mề, Kỳ Thanh Trần vừa giận, Giang giật vội vàng nhanh như chớp bò lên trên Kỳ Thanh Trần trên lưng, hai tay ôm cổ của nàng, hai chân còn kẹp lấy bụng của nàng, như một cái bát chảo bạch tuộc, cả người ghé vào Kỳ Thanh Trần trên lưng chân của ngươi đi cái nào phóng đâu kỳ thanh trần lông mày dựng thẳng lên mềm kiếm nhất run kém chút đem giang giật chân chém xuống tới giang giật trông mong nói ra kín không phải như vậy cõng sao tốc độ ngươi quá nhanh ta sợ rơi xuống a kỳ thanh trần bó tay rồi bên kia kiếm sát tộc liền muốn bay tới nàng cũng mặc kệ giang giật thân thể tại bốn phía nhanh chóng chấp động thích ứng một phen kết quả bởi vì tốc độ quá nhanh giang giật ôm càng chặt để nàng toàn thân đều không thoải mái gương mặt xinh đẹp đỏ như huyết hô hô Kỳ Thanh Trần không thể làm gì thật sâu ít mấy hơi, chỉ có thể vô ích để Giang giật chiếm tiện nghi. Đợi lát nữa muốn tại trăm vạn trong đại quân trùng sát, nàng không có khả năng đem Giang giật thu vào trong không gian giới chỉ, dù sao trong vạn quân, nàng như đến lúc đó đem Giang giật phóng xuất, Giang giật rất dễ dàng bị chém giết, chính nàng cũng nguy hiểm. Hưu, nàng lần nữa bay một hồi, thích ứng trên lưng thêm một người tình huống, trên thân khí thế một thịnh, quát khẽ, nắm chặt. Giang giật tay chân vội vàng dùng lực, hai tay gắt gao ôm kỳ thanh trần bả vai, hai chân cũng dùng sức kẹp lấy eo của nàng. Nghe trên người nàng mùi thơm, cảm thụ được thân thể tiếp xúc truyền đến cái chủng loại kia nhàn nhạt kiều diếm cùng mập mờ cảm giác, khoảng cách gần nhìn xem một cái như là bạch ngọc tuyệt mỹ bên mặt, giang giật cả người đều say, say đến rối tinh rối mù. Địa giới đệ nhất mỹ nhân, tương lai thiên hàn quân chủ, phong vương cấp cường giả, vô số công tử trong lòng nữ thần, giờ phút này tự bị hắn ôm chặt lấy. Đừng nói giang giật, liền xem như bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần không phải liễu hạ huệ, chỉ cần thích nữ nhân giờ phút này đều sẽ say. Cái này không chỉ là bởi vì cỗ này thân thể mềm mại là lên trời kiệt tác, càng quan trọng hơn là một loại cảm giác thành tựu. Càng nhiều người hiếm có đồ vật, càng chân quý đồ vật, thường thường có thể được đến, cảm giác thành tựu hội càng lớn. Giang giật đối với kỳ thanh trần không ý nghĩ gì, kia không có nghĩa là giờ phút này không có cảm giác, thậm chí. Hắn phía dưới đều có chút tao động, bất quá vừa mới có dị động, một cỗ lăng lệ sát khí chuyển đến, dọa đến hắn trực tiếp suy sụp nữ nhân này vừa rồi thế nhưng là nói hắn dám làm loạn liền chặt hắn năm chi hiu 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 nơi xa đầy trời như màu đỏ tiểu kiếm cốt thứ bay vụt mà đến đem giang giật giật mình tỉnh lại hắn vội vàng thu hồi trong lòng ý niệm hết sức chăm chú cảm ứng bốn phía tình huống giờ phút này như kéo kỳ thanh trần chân sau hai người cũng đều phải ngỏm củ tỏi hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái không dám tùy ý động lặng lặng cảm ứng tình huống chung quanh đối mặt đầy trời màu đỏ tiểu kiếm, kỳ thanh trần sắc mặt không có một tia biến hóa, thân thể cũng không có tránh né, tiếp tục bắn thẳng đến mà đi. Nguyễn kiếm như như độc xà run run, trước mới bay tới tiểu kiếm nhẹ nhõm bị đáng bay. Tiểu kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng kỳ thanh trần tốc độ phản ứng càng nhanh, nàng nhẹ nhõm đâm xuyên lít nha lít nhít mưa kiếm, tới gần kiếm sát tộc trong đại quân. Sát khí, khẽ dựa gần kiếm sát tộc, kỳ thanh trần cùng mấy cái kiếm sát tộc giao thủ về sau, Giang giật lập tức cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí tức đang lặng lẽ ảnh hưởng linh hồn của mình. Loại khí tức này hắn rất quen thuộc, kỳ thật liền là một loại cường đại sát khí thôi, có thể khiến người ta trở nên thị huyết, trở nên xúc động cùng táo bạo. Điểm sát khí này đối với Giang giật tới nói ảnh hưởng quá yếu, hắn tại thiên tinh giới đã từng cảm ngộ mộ qua một loại đặc thù thần thông, sát lục chân ý. Sát lục chân ý liền là bằng vào sát khí ảnh hưởng địch nhân, dùng cường đại sát khí chân áp địch nhân, sở dĩ điểm sát khí này đối với Giang giật quả thực là mưa bụi căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Kỳ thanh trần giờ phút này cũng không nhận được ảnh hưởng, bất quá bởi vì mang theo giang giật, nàng phá vòng vây tốc độ trở nên chậm, mà lại nàng cũng không đánh giết kiếm sát tộc, chỉ là dùng nguyễn kiếm đập bay thôi. Nhiều như vậy kiếm sát tộc, giết là không giết xong, kỳ thanh trần tốc độ so kiếm sát tộc nhanh, chỉ cần đột xuất vây kín, liền có thể nhẹ nhõm vứt bỏ bọn chúng. Phong vương cấp thật là đáng sợ, giang giật nhìn hoa cả mắt, căn bản thấy không rõ kỳ thanh trần động tác, cũng cảm giác từng đạo hồng quang hiện lên, sau đó bốn phương tám hướng xông tới kiếm sát tộc bị đẩy lùi, kỳ thanh trần như một cái đao nhọn, không ngừng hướng phía trước đâm xuyên mà đi. Cho tới giờ khắc này, Giang giật mới có thể cảm thụ kỳ thanh trần thân pháp kinh khủng, rất nhiều lần mắt thấy muốn bị chém chúng, nàng dường như hồ có thể đoán trước tiên tri, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, vừa đúng tựu né tránh. Cái này sát khí càng ngày càng nghiêm trọng a, à, hô hô. Vẹn vẹn mấy nén nhang thời gian, Giang giật cũng cảm giác hô hấp có chút khó khăn, cũng không hoàn toàn là sát khí ảnh hưởng, mà là bị kiếm sát tộc lúc công kích mang theo lăng lệ khí kình dẫn tới nội tạng chấn động. Kỳ thanh trần ngược lại là không có việc gì, nhục thể của nàng so giang giật mạnh hơn nhiều, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Giang giật lặng yên khống chế thiên lực tại toàn thân lưu chuyển, chậm lại thương thế trên người, bảo đảm phá vây ra ngoài trước đó, sẽ không bị tươi sống cho đánh chết. Kỳ thanh trần mang theo giang giật tốc độ rất chậm, mà lại kiếm sát tộc liên tục không ngừng vây công các nàng, dạng này phá vây là phi thường chật vật đoán chừng càng xa xôi kiếm sát tộc đều bị hấp dẫn đến đây vòng vây hội càng lúc càng lớn nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có tử chiến cắn răng giết ra một đường máu một canh giờ hai canh giờ kỳ thanh trần rốt cục có chút không chống nổi truyền âm cho giang giật nói cho ta tỉnh hóa kiểu làm sạch thoáng cái trong đầu sát khí ông giang giật nghi tâm chữ tiểu truyện ký tự lóe lên xuất vào kỳ thanh trần trong đầu ở bên trong dạo qua một vòng chữ tiểu truyện ký tự không để cho giang giật thất vọng nhẹ nhõm giúp kỳ thanh trần đem trong đầu sát khí khu trục sạch sẽ kỳ thanh trần tinh thần nhất trấn tốc độ xuất thủ nhanh hơn mấy phần bất quá lại qua một canh giờ sau kỳ thanh trần tốc độ trở nên chậm sắc mặt của nàng cũng biến thành có chút tái nhợt thời gian dài chém giết để nàng thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao quá lớn giang giật cũng không chịu nổi toàn thân đều là đau đớn mỗi một lần cơ bắp xương cốt đều bị chấn thương không phải kỳ thanh trần giúp hắn chặn hơn phân nửa khí kinh đoán chừng thương thế hắn hội nghiêm trọng hơn giang giật mở to mắt chủ động giúp kỳ thanh trần tình hóa kiểu làm sạch một lần, nhìn xem nàng tái nhợt gương mặt xinh đẹp, nhìn xem nàng không biết mệt mỏi chỗ cơ nhuyễn kiếm, giang giật nội tâm rất là đắng chát cùng biệt khuất. Đường đường một cái đại lão ra, lại cần muốn tại một nữ nhân bảo vệ dưới sông ra vòng vây. Phía trước còn có bao nhiêu kiếm sát tộc A, à? giang giật nhìn qua đen nghịt khắp thiên đều đúng vậy kiếm sát tộc, nội tâm trở nên phá lệ nặng nề. Hắn cũng không lo lắng cho mình, hắn bị chấn thương là chuyện nhỏ, Coi như cả người xương cốt bị chấn đoạn cũng không quan hệ, hắn liền sợ kỳ thanh trần chịu không được, hương tiêu ngọc vẫn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kỳ thanh trần tốc độ từ từ trở nên chậm, nàng không thể tránh khỏi bị đánh chúng mấy lần, mà lại cái này mấy lần là bận tâm giang giật, mạnh mẽ giúp hắn cản. Cũng may trên người nàng cũng có cực phẩm thần khí chiến giáp, nếu không liền muốn thụ thương. Tốt, lần nữa qua một canh giờ, kỳ thanh trần toàn thân đều chấn động, ảm nhiên con người phát sáng lên, nàng có chút bên mặt dư quang quét mắt giang giật một cái nói, giang giật, không có sao chứ lập tức sẽ lao ra khỏi vòng vây. Không, không có việc gì, giang giật hé miệng cười một tiếng, trong miệng một ngụm máu tươi cưỡng ép nuốt xuống. Kỳ thật hắn đã sớm chịu không được, trong cổ họng tiên huyết nhiều lần bừng lên, hắn là sợ ảnh hưởng kỳ thanh trần mới quyết chống, vừa rồi hắn cũng bị bổ trúng hơn 10 lần, nếu không có cực phẩm thần khí chiến giáp đã sớm treo. Tranh 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 cong, kỳ thanh trần nguyễn kiếm hóa thành đầy trời kiếm ảnh, đem bốn phía từng mảnh từng mảnh kiếm sát tộc đẩy ra, không còn nói nhảm, hóa thành một mảnh nhẹ hồng hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Hô hô, Giang giật nhìn thấy phía trước xuất hiện một tia sáng, tinh thần đại chấn, kỳ thanh trần chém giết mấy canh giờ, rốt cục giết ra khỏi trùng vây. Không tốt, vừa mới lao ra, kỳ thanh trần sắc mặt nhưng trong nháy mắt đại biến, Giang giật ánh mắt hướng nơi xa nhìn thoáng qua cũng mộng. Bởi vì nơi xa trên đường chân trời xuất hiện lần nữa một mảnh màu đỏ sóng biển, không ngờ có vài chục vạn kiếm sát tộc vây kín tới. chương 1508, không có hưởng qua nam nhân tư vị. Kỳ thanh trần thụ thương không nghiêm trọng lắm, nàng bị công kích có mấy chục lần, bất quá nhục thể của nàng đầy đủ cường đại, còn người mặc cực phẩm thần khí chiến giác, điểm ấy thương thế đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng nàng tinh thần rất mệt mỏi, liên tục chiến đấu mấy canh giờ không tính là gì, đạt tới nàng cái này cấp bậc, liên tục chiến đấu mấy chục trên trăm canh giờ đều vô sự. Nhưng nàng mang theo giang giật, thời khắc muốn bận tâm giang giật không bị tươi sống đập chết, cho nên nàng cơ hồ là tiêu hao mấy lần tinh thần lực, cái này khiến nàng phi thường mệt mỏi. Giờ phút này nhìn thấy phía trước kiếm sát tộc đại quân, kỳ thanh trần có chút hai mắt biến thành màu đen, có lẽ nàng có thể lần nữa liều mạng giết ra khỏi trùng vây, nhưng giang giật có thể sống sót hay không, ai cũng không biết. Giang giật cũng được giới, lần này bố cục người quá độc ác, rất rõ ràng hắn cũng không phải là muốn cho hai người một bài học, mà là có mưu đồ khác, hoặc là chém giết kỳ thanh trần hoặc là hại chết kỳ thanh trần bên ngoài tất cả mọi người hay là hắn muốn lấy được kỳ thanh trần bất luận hắn là thế nào dự định giang giật biết không thể lại đi theo kỳ thanh trần cùng đi hắn phi thường tin tưởng hắn gánh không được đi theo kỳ thanh trần hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cái này mỹ nữ rất biêu hãn nhưng nàng không phải không chết tồn tại linh hồn nàng vô cùng vô cùng mỏi mệt tuyệt đối không gánh nổi hắn như vậy chỉ có dựa vào chính mình hắn tiềm ẩn thuật đã đại thành độc linh thời điểm ra đi nói qua, giống như thực sự không được tụ tiềm ẩn, chờ hắn tới tìm hắn. Giang giật nắm giữ tiềm ẩn thuật là mị ảnh tộc chân chính tiềm ẩn thuật, một khi phóng thích thân thể không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, kiếm sát tộc rất có thể dò xét không đến. Vấn đề là, kỳ thanh trần làm sao bây giờ? Kỳ thanh trần thực lực, liều mạng phía dưới có thể xông qua phía trước đại quân, chỉ là cùng kiếm sát tộc kịch chiến thời điểm lại có sát khí, không có hắn ở bên người, kỳ thanh trần tuyệt đối sẽ bị sát khí ảnh hưởng, cuối cùng loạn đao phía dưới bị đánh chết tươi. Chỉ có thể mạo hiểm, Giang giật tại mấy cái trong chớp mắt liền muốn rõ ràng, biện pháp duy nhất, kỳ thanh trần ở phía trên ghé qua, hắn ở phía dưới tiềm hành, chờ kỳ thanh trần bị sát khí ảnh hưởng thời điểm nhanh chóng hướng về xuống tới, để hắn hỗ trợ khu trục sát khí. Thượng tướng quân, Giang giật lập tức cùng kỳ thanh trần truyền âm, cái sau nghe xong chi tiết kế hoạch về sau, một tay múa nhuyễn kiếm đem sau lưng mấy cái kiếm sát tộc đánh bay về sau, quát lạnh nói, không được, dạng này quá nguy hiểm, Ngươi chiến lực quá thấp, một khi bị kiếm sát tộc khóa chặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đều rất khó cứu ngươi. Ngươi vào không gian thần khí bên trong, ta liều mạng phía dưới có cơ hội xông ra vòng vây. Có cơ hội. Giang giật cười khổ một tiếng nói, cơ hội này là bao lớn giống như bị sát khí ảnh hưởng lời nói. Đến lúc đó người bạo tẩu phát cuồng, người cảm thấy người còn có sống sót cơ hội tin tưởng ta, độc linh có thể làm, ta cũng có thể đi. Mẫu thân của ta cũng là mỹ ảnh tộc, tiềm ẩn thuật ta cũng biết. Giang giật ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kỳ thanh trần, phi thường kiên định, kỳ thanh trần nghĩ nghĩ cắn răng nói, vậy được rồi, giống như thực sự không được, ngươi đừng quản chính ta ẩn núp đi, chờ độc linh tới tìm ngươi. Độc linh đi lâu như vậy còn chưa có trở lại, rất có thể gặp được phiền phức, thậm chí bị người của đối phương chém giết. Bất quá hai người đều không muốn nhắc lên, vậy sẽ để tinh thần càng thêm uể oải. Ha ha, Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, trên thân bạch quang lóe lên, đột nhiên theo kỳ thanh trần phía sau bay đi, thân thể cũng thay đổi thành hư vô, truyền đến một câu, Thanh Trần tiểu thư, cố gắng sống sót, ngẫm lại cha mẹ của ngươi, ngẫm lại thân nhân của ngươi, ngẫm lại ngươi tương lai nam nhân, ngươi muốn vì các nàng sống sót. Ngươi còn không có hưởng qua nam nhân tư vị, cứ thế mà chết đi không khỏi rất tiếc nuối a. Phi, Giang giật phía trước mấy câu vẫn rất nghiêm chỉnh, cuối cùng hai câu lại làm cho Kỳ Thanh Trần mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Giang giật biến mất phương hướng, cả giận nói, ngươi chết tử tế nhất tại cái này nếu không sau khi trở về bản tiểu thư đem ngươi dán tại hỏa phượng quân doanh ba ngày ba đêm. Ha 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 ha, Giang giật tiếng cười to vang lên, lập tức người hoàn toàn biến mất. Kỳ thanh trần bị đùa giỡn thoáng cái, ngược lại tinh thần tốt nhiều, nàng khí thế toàn thịnh nguyễn kiếm múa, đem sở hữu kiếm sát tộc hấp dẫn, xác định không có kiếm sát tộc truy tung Giang giật mới yên tâm lại. Giang giật tiềm ẩn thuật quả nhiên đã đại thành, chỉ ít kiếm sát tộc tạm thời còn phát hiện không được hắn. Kỳ thanh trần tinh thần lần nữa chấn động, không cần cõng giang giật, nàng toàn thân dễ dàng rất nhiều, rốt cục có thể buông tay buông chân. Chá, nàng khẽ kêu một tiếng, thân thể hóa thành thần hồng hất ra sau lưng lít nha lít nhít như châu chấu lướt đến kiếm sát tộc, hướng phía trước mới bay tới mấy chục vạn kiếm sát tộc phóng đi. Chật vật phá vây chiến lần nữa bắt đầu, giang giật tiềm ẩn ở phía dưới một đường đi theo, trong hai người tâm đều rất thấp thỏm. Có thể hay không xông qua cái này một đợt ai cũng không chắc, hết thảy chỉ có thể nhìn lão thiên. Tình huống thế nào, giang giật cùng kỳ thanh trần phía tây trăm vạn lý một đỉnh núi nhỏ bên trên một cái có chút âm thanh kích động vang lên giống như kỳ thanh trần nhìn thấy tuyệt đối sẽ lập tức động thủ giết người bởi vì bị hai người đoán chúng người nói chuyện chính là cái kia yêu diễm đại quang đầu du thiên nghịch du thiên nghịch không phải một người bất quá không có mang theo hắn hai vạn đại quân vẻn vẹn mang theo hai mươi người đồng phục phong hào chiến thần cấp bậc cường giả hắn tra hỏi sau đằng sau một lão giả trả lời thiếu ra bọn hắn còn không có đưa tin trở về Đoán chừng còn phải đợi nhất đẳng đi. Cái kia độc linh đâu tìm tới không có. Du Thiên Nghịch quay đầu lần nữa lạnh giọng vấn đạo, trong mắt đều là sát khí. Lão giả suy nghĩ một chút nói, không tìm được, cho hắn chạy, người này cũng là cấp cao nhất thích khách, rất khó truy tung đến. Ta mặc kệ, Du Thiên Nghịch hung tợn nói ra, đưa tin cho mỹ ảnh tộc mấy người, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải chém giết độc linh, nếu không coi như chúng ta được chuyện, cũng sẽ có vô tận phiền phức. Phiền phức cũng không còn như Lão giả cười lạnh nói, thủ hộ truyền tống trận ba người đã chào hỏi, coi như không có đánh giết độc linh, cũng sẽ không để hắn tiến vào truyền tống trận. Thiếu gia trước tiên đem sự tình làm xong, cái khác đều không phải là vấn đề. Ha 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 ha, du thiên nghịch trong mắt tà quang lấp lánh, trên đầu hình xăm lấp lánh không ngớt, hưng phấn đến ghê gớm. Ông, qua một canh giờ sau, nơi xa bay tới một trận thanh phong, toàn bộ người nhất thời khẩn trương đến ghê gớm, đem du thiên nghịch bao bọc phây quanh, thần thức nhao nhao quét tới nơi xa một bóng người thoáng hiện, mọi người như chút được gánh nặng, Du Thiên Nghịch nhếch miệng cười nói, Y Vu Huynh, tình huống như thế nào? Hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, Y Vu U U cười nói, Du Thiếu, người tính toán rất chuẩn, Kỳ Thanh Trần đã giàu hết đèn tắt, chính liều mạng phá vây. Đợi nàng phá vây sau đoán chừng suy yếu tới cực điểm, Du Thiếu kế hoạch liền thành công. Hắc hắc, Du Thiếu quay đầu người đừng quên ta à. Y Vu Huynh, Du Thiên Nghịch lập tức vỗ vỗ bộ ngực nói, việc này như thành thống lĩnh chi vị chạy không được, về sau chiến công tuyệt đối không thể thiếu, chờ ngươi đạt tới phong vương cấp, mỹ ảnh tộc đời sau tộc trưởng chính là của ngươi vật trong bàn tay. Hắc hắc, y vu u u cười nói, vậy còn chờ gì đi thôi, Du Thiếu, địa giới đệ nhất mỹ nhân đang chờ ngươi sủng hạnh đâu. Ha ha ha, Du Thiên Nghịch cười ha hả vung tay lên mang theo 20 người đi theo y vu hướng nơi xa lướt tới, rất nhanh biến mất ở phía xa trên bầu trời. Rất kỳ quái chính là, mọi người bay lên bay lên, lại toàn bộ biến mất ở giữa không trung, biến mất vô tung vô ảnh. chương 1509, khí đại hoạt tốt. Uống hay, một mảnh hoang nguyên bên trên, khắp thiên đều là một loại ngoại hình như kiếm quái vật, như châu chấu che đậy một khoảng trời, đoán chừng ít nhất có gần hơn 100 vạn. Tại những này lít nha lít nhít trong bầy quái vật, một cái tuyệt mỹ nữ tử đang liều mạng chém giết, ra sức phá vây. Nàng xinh đẹp trên mặt một mảnh trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, làm ướt trên trán tóc cắt ngang trán trong ánh mắt của nàng đều là tức giận cùng cuồng bạo dáng người đã sớm không còn yêu nhã chỉ là cực lực du tẩu vặn vẹo để thân thể tránh né bốn phương tám hướng bổ tới lưỡi kiếm khí tức trên người nàng phi thường yếu đi tốc độ cũng biến thành chậm rất nhiều nàng toàn thân đều tản ra một cỗ mệt mỏi khí tức tựa như một cái tại trong biển rộng du tẩu vạn lý vẫn còn không nhìn thấy đảo nhỏ người chết chìm kỳ thanh trần xuống tới ta giúp người tịnh hóa kiểu làm sạch sát khí một đạo thanh lãnh truyền âm vang lên tại tuyệt mỹ nữ tử trong đầu, để con mắt của nàng hơi sáng lên một tia thần thái, nàng nguyễn kiếm múa đem bảy tám cái kiếm sát tộc đập bay, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén bắn nhanh mà xuống. Ông, phía dưới giữa không trung đột một sáng lên một vệt kim quang, hơn 100 cái tản ra thần thánh khí tức chữ tiểu truyện ký tự bay múa mà lên, chui vào kỳ thanh trần trong đầu, dạo qua một vòng sau lại bắn ngược mà xuống. Hiu hiu hiu, đầy trời cốt thứ bắn nhanh mà xuống, như như bạo phong vũ, kỳ thanh trần vung vẩy Nguyễn kiếm từng cái đẩy ra phía dưới giang giật lại không ngăn được thân thể bị mạnh mẽ đập xuống mà xuống đập ầm ầm tại phía dưới trong sơn cốc tiềm ẩn thuật có thể tiềm ẩn lại không thể để hắn biến thành u linh giang giật đứng vững kỳ thanh trần chợt quát một tiếng thân thể khí thế dâng lên lần nữa hướng lên trên mặt bay đi hấp dẫn vô số kiếm sát tộc chú ý nhưng vẫn là có một ít kiếm sát tộc hướng phía dưới phóng đi muốn chém giết giang giật ông giang giật khóe miệng tiên huyết tuôn ra lại không để ý tới lau, trước tiên thả ra tiềm ẩn thuật, thân thể biến mất tại trong sơn cốc hướng nơi xa bỏ chạy, những cái kia đuổi giết hắn kiếm sát tộc đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể hướng Kỳ Thanh Trần tiếp tục vây giết mà đi. Kỳ Thanh Trần, ta không sao ngươi muốn kiên trì, lập tức liền có thể xông ra vòng vây. Quay đầu ta giới thiệu một cái soái ca cho ngươi, khôi ngô tiêu sái, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, khí đại hoạt tốt, cam đoan ngươi hài lòng. Một đạo truyền âm vang lên tại Kỳ Thanh Trần trong tai, Kỳ Thanh Trần hơi đỏ mặt, rõ ràng xì một tiếng, cáo giận nói, giang giật, nói những thứ này nữa lưu manh lời nói, quay đầu bản tướng quân tuyệt đối đem ngươi cho thiến. Ha ha ha, muốn thiến ta, vậy ngươi tự còn sống trở về. Giang giật tiếng cười to vang lên xem, không còn đùa giỡn kỳ thanh trần, khắp nơi lại trở nên bình tĩnh, chỉ còn lại kỳ thanh trần quát lớn âm thanh, còn có kiếm sát tộc vung vẩy tứ chi công kích hách hách âm. Kỳ thanh trần trong mắt vẫn là nổi giận, bất quá tinh thần chấn phấn rất nhiều. Nội tâm của nàng kỳ thật rất rõ ràng, Giang giật nói đám lưu manh này lời nói, là vì để nàng chấn tác tinh thần, để nàng kiên trì, để nàng sống sót. Khí đại hoạt tốt, trong đầu của nàng hiển hiện bốn chữ, trên mặt lần nữa lộ ra một vòng ý xấu hổ, chưa ăn qua thịt heo gặp qua heo chạy, chưa thấy qua heo chạy tuyệt đối nghe nói qua, huyễn tưởng qua. Kỳ thanh trần nội tâm dâng lên một loại biệt dạng kích thích, đây là lần thứ nhất bị nam nhân đùa giỡn, loại cảm giác này theo chỗ không có, cũng làm cho nàng tinh thần thoáng cái đã khá nhiều. Cái này đáng giết ngàn đau, chờ bản tiểu thư còn sống trở về, nhất định đem hắn dán tại bên ngoài trại lính ba ngày ba đêm, không. Mười ngày mười đêm, kỳ thanh trần cắn răng quát khẽ đạo, nguyễn kiếm trong tay điên cuồng múa, hướng phía trước đâm xuyên mà đi. Cứ như vậy một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Kỳ thanh trần mỗi lần không chống nổi, liền xuống đi tìm giang giật, giang giật liều mạng bị kiếm sát tộc công kích liều mạng giúp kỳ thanh trần khu trừ sát khí, hai người lẫn nhau động viên. Giang giật thỉnh thoảng nói hai câu lưu manh lời nói, hai người chật vật hướng phía trước chạy vội, kỳ thanh trần một đường phá vây. Kỳ thanh trần cũng không biết thân thể của mình chịu bao nhiêu kiếm, nàng toàn thân đều như tê liệt thống khổ, nội tạng sớm đã bị chấn động đến đã nứt ra. Bất luận giang giật làm sao đùa giỡn, nàng đều đề không nổi tinh thần, đã suy yếu tới cực điểm, cánh tay đều chết lặng, chỉ có thể máy móc vung vẩy. Giang giật thụ thương cũng vô cùng nghiêm trọng, hắn không phải kỳ thanh trần, nhục thể của hắn quá yếu, hắn không dám vận dụng huyền hoàng chi lực, bởi vì động về sau lại có suy yếu kỳ, hắn hội theo không kịp kỳ thanh trần. Mặc dù hắn ở phía dưới có thể được đến nghỉ ngơi, cũng có thể nuốt thuốc chữa thương chữa thương, nhưng phóng thích tiềm ẩn thuật phi thường tiêu hao tinh thần lực. Hắn rất nhiều lần đều suýt chút nữa thì ngất đi, nếu không phải một cỗ tín niệm chống đỡ lấy hắn, đoán chừng sớm hôn mê tại một cái trong hốc núi. Bốn canh giờ, kỳ thanh trần đã dầu hết đèn tắt, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, giang giật rốt cục phát hiện phía trước kiếm sát tộc ít đi rất nhiều, tinh thần hắn chấn động vội vàng truyền âm qua, kỳ thanh trần, chúng ta lao ra ngoài, lại kiên trì một hồi. Kỳ thanh trần thần thức quét qua, đã ảm đạm đôi mắt suốt cục có một tia thần thái. Bất quá cái này xứng sở thời gian, nàng phía sau lưng bị bảy tám thanh kiếm hung hăng bổ chúng, nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chết lặng cánh tay lại chật vật quơ múa. Bản năng cầu sinh thiêu đốt trong cơ thể nàng tiềm lực, nàng phải sống sót, vì nàng thân nhân tộc người, vì thiên hàn giới nàng phải sống sót. Vù vù, sốt cục, kỳ thanh trần giết ra khỏi trùng vây nàng ánh mắt hướng phía dưới quét tới khóa chặt giang giật quát khẽ nói đi lên ta mang ngươi thoát đi tốt giang giật không có miễn cưỡng kỳ thanh trần tốc độ nhanh giống như một mình nàng thoát đi đoán chừng phía trên kiếm sát tộc có thể liền sẽ chú ý hắn một khi bị khóa định hắn tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ đánh giết hắn thân thể hóa thành một đạo thanh phong bay đến kỳ thanh trần phía sau như bạch tuộc ôm lấy nàng kỳ thanh trần lập tức vừa thẹn vừa giận nói lăn xuống đi ta một cái tay mang theo ngươi là được, tiểu hỗn đản, ngươi chiếm tiện nghi chiếm được nghiện. a à nha, quên đi, Giang giật vội vàng bò lên xuống tới, đồng thời dùng chữ tiểu triện ký tự giúp kỳ thanh trần khu trục sát khí. Kỳ thanh trần một cái tay bắt hắn lại, một cái tay khác điên cuồng phun trào, thả ra phong hệ cường đại pháp tắc phong quyển tàn vân. Hô hô, cuồng phong tàn phá bừa bãi, phong long ngúa, sau lưng đuổi theo kiếm sát tộc bị từng mảnh từng mảnh đập bay. Kỳ Thanh Trần mang theo Giang Giật đoạt mệnh trốn như điên, không chia lìa khai cùng kiếm sát tộc khoảng cách. Trong hai người lòng đang giờ phút này triệt để thở dài một hơi, liếc nhau đều lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, sống sót sau tai nạn luôn luôn có thể khiến người ta nội tâm vui vẻ. Hai người khóe miệng đều là tiên huyết, nhất là kỳ thanh trần gương mặt xinh đẹp đều là yếu ớt, tăng thêm khóe miệng tiên huyết, giờ phút này cười một tiếng có một loại biệt dạng thêm mỹ, thấy làm cho lòng người sinh chiều mến chi ý. Tốt, rốt cục thoát khỏi, cuồng bay gần nửa canh giờ, xác định đằng sau bầu trời đã không nhìn thấy kiếm sát tộc, kỳ thanh trần tốc độ chậm lại. Nàng lấy ra một viên thuốc chữa thương, liền huyết thủy nuốt vào, ánh mắt bốn phía quét qua, mở miệng nói, giang giật, ta cần chữa thương nghỉ ngơi một lát, người trễ chút giúp ta hộ pháp. Tốt, giang giật cũng phi thường mệt mỏi, nhưng không chút do dự đáp. Kỳ thanh trần giống như có thể khôi phục chiến lực, hai người tự triệt để an toàn. Kỳ thanh trần lần nữa bay một lát, tìm kiếm một dòng sông nhỏ, thân thể hướng xuống mới bay đi. Ông, vào thời khắc này, phía trước không gian đột nhiên có chút ba động một chút, kỳ thanh trần đôi mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, binh khí của nàng trước tiên như như độc xà run run hướng phía trước đâm tới. Nhưng mà, gần như đồng thời, bên phải không gian cũng sóng gió nổi lên, một cái dao găm bỗng dừng đâm ra, hung hăng hướng kỳ thanh trần bên cạnh giang giật đánh tới. Nếu là bình thường kỳ thanh trần nhất định có thể nhanh chóng kịp phản ứng, giờ phút này toàn thân suy yếu tới cực điểm, nàng tốc độ phản ứng giảm bớt đi nhiều. Mắt thấy giang giật liền bị giết, nàng chỉ có bản năng dùng sức đem giang giật quang bay ra đi, chính nàng rốt cuộc không kịp tránh né, mạnh mẽ chặn kia một đâm. chương 1510, thần dương tộc, ầm, dao găm hung hăng đánh chúng vào kỳ thanh trần phía sau lưng, nàng cùng giang giật gần như đồng thời bay ra ngoài. Nàng ở giữa không trung cuồng phún một ngụm máu, còn đến không kịp phản ứng phía trước bầu trời lần nữa ba động, một thân ảnh thoáng hiện đối nàng vừa hung ác một kích. Y vu, giang giật bị quật bay ra ngoài, nhìn thấy ngưng hiện ảnh từ lập tức nổi giận giống to, y vu ngươi điên rồi phải không ngươi dám giết thượng tướng quân, thiên hàn quân chủ sẽ đem ngươi nhất mạch kia toàn bộ chém giết sạch sẽ, mị ảnh tộc tộc Pháp cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phanh phanh phanh, y vu không để ý đến giang giật, tăng thêm hắn hết thảy bốn cái mị ảnh tộc cường giả, thân hình không ngừng thoáng hiện, liên tục công kích kỳ thanh trần. Kỳ thanh trần tựa như một trái bóng ra, ngay từ đầu còn có thể hoàn thủ công kích, đến đằng sau căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể lần lượt bị đánh bay nếu không phải nàng mặc cực phẩm thần khí chiến giáp nhục thân dị thường cường đại lời nói đoán chừng giờ phút này đã sớm chết oanh giang giật thân thể đập ầm ầm tại một ngọn núi phía trên lại bị bắn ngược trở về hắn dãy dụa ổn định thân hình trong tay một cái cổ cầm xuất hiện liền muốn phóng thích thần âm thiên kỹ y vu bốn người đều là tuyệt đỉnh cường giả bằng vào cái khác thần thông tuyệt đối chấn không được bọn hắn giang giật chỉ có trông cậy vào thần âm thiên kỹ hưu bên cạnh hắn trong hư không xuất hiện một cái chiến đao mang theo một đạo tiếng rít đột nhiên bổ tới hắn còn đến không kịp có bất kỳ động tác cổ cầm tự bị tươi sống chém nát thân thể của hắn cũng bị đánh bay trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra hắn nhìn thấy trong hư không ngưng hiện ra một cái yêu diễm đại quang đầu ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng nổi giận gào thét du thiên nghịch người muốn giết cứ giết ta đừng giết kỳ thanh trần ân oán của chúng ta chúng ta giải không muốn liên lụy vô tội ha 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 giữa không chung từng cái thân ảnh ngưng hiện toàn bộ trầm mặc đứng tại du thiên nghịch sau lưng Du thiên nghịch sờ lên trong tay đại quang đầu, không lọt vào mắt giang giật, hắn đầy mắt cực nóng nhìn qua bị y vu bọn người công kích đến không có sức hoàn thủ kỳ thanh trần, nhếch miệng cười nói yên tâm, như thế mỹ nhân tuyệt thế, bản thiếu làm sao cam lòng giết kỳ thanh trần, làm nữ nhân của ta đi, hưởng qua chúng ta thần dương tộc cây thần tư vị nữ nhân, cái này đều hội không có ly khai chúng ta, người cũng sẽ phi thường hạnh phúc. Thần dương tộc, giang giật nghe được cái này ba chữ, sắc mặt lần nữa đại biến, kỳ thanh trần hư nhược đôi mắt đột nhiên co rụt lại hai người bọn họ đều nghe nói qua thần dương tộc, bất quá đều không nghĩ tới du thiên nghịch đúng là hiếm thấy thần dương tộc. Thần dương tộc lịch sử muốn ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại, đã từng thần dương tộc cũng là phi thường huy hoàng chủng tộc, bọn hắn nhất tộc thiên phú dị bẩm có được cây thần, nghe nói cùng bọn hắn nhất tộc nam tử hoan hảo qua nữ nhân, cái này đều không có ly khai bọn hắn, thể xác tinh thần luân hãm. Bộ tộc này sẽ còn một loại phi thường tà ác thần thông, có thể thải âm bổ dương, hấp thu nữ tử thiên lực hồn lực, chuyển đổi thành chiến lực của mình. Đã từng bộ tộc này tại địa giới xưng bá quá nhiều năm, bất quá về sau bị vạn giới mấy ngàn cường đại chủng tộc liên thủ trấn áp một lần. Bởi vì, khi đó bộ tộc này xuất hiện một chút bại hoại, chuyên môn gieo họa đại gia tộc tiểu thư, đã dẫn phát chúng nộ. Theo trận chiến kia về sau, thần dương tộc tụ mai danh ẩn tích. Địa giới vạn tộc đều biết bộ tộc này vẫn tồn tại, ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bọn hắn không còn làm loạn, không còn gieo họa đại gia tộc nữ tử, cũng liền mặc kệ bọn hắn. Giang giật cùng kỳ thanh trần nghe được ba chữ này về sau, triệt để minh bạch du thiên nghịch vì sao như thế gan to bằng trời. Kỳ thanh trần nữ nhân như vậy ai cũng muốn được, dù sao đạt được nàng chẳng khác nào đạt được toàn bộ thiên hàn giới, thần dương tộc nói không chừng có thể lần nữa quật khởi. Du thiên nghịch nguyên lai khẳng định là muốn theo đuổi kỳ thanh trần, nhưng bị giang giật cho quấy nhiễu, triệt để không đùa. Hắn chỉ có thể đến âm, hắn vận dụng rất nhiều lực lượng bày một cái bẫy, chính là vì đạt được kỳ thanh trần. Chỉ cần đạt được kỳ thanh trần thân thể, nàng liền sẽ thể xác tinh thần luân hãm, đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng sẽ không có chút hoài nghi, dù sao kỳ thanh trần thể xác tinh thần luân hãm, hội đứng ra giữ gìn du thiên nghịch. Người ở bên ngoài xem ra là du thiên nghịch chinh phục kỳ thanh trần, ôm mỹ nhân về. Trên thực tế, kỳ thanh trần cùng giang giật cũng không biết rõ, cục này phải đến so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Du thiên nghịch mang theo hai vạn người đến, những người này không phải tới chơi, mà là đến chấp hành nhiệm vụ, kia hai vạn người ngay tại một nơi khác ngay tại tiêu diệt toàn bộ anh Linh. Mà lại, kia hai vạn người trong đại quân, một cái khác du thiên nghịch đang chỉ huy đại quân, kia trong đại quân có rất nhiều đại gia tộc bọn công tử, giống như kế hoạch thất bại, du thiên nghịch có thể đẩy đến không còn một mảnh, còn có rất nhiều nhân chứng vất chứng. Kỳ thanh trần không có chứng cứ bằng vào mấy chương miệng, thật chẳng lẽ dám ở đảng ma quân trong doanh giết người thiên hàn quân chủ là phong vương cấp cường giả, đảng ma quân doanh tam đại trí cao thống soái cũng là phong vương cấp. Huống chi kế hoạch hoàn mỹ như vậy, có thể thất bại sao? ầm, um, Kỳ Thanh Trần lần nữa bị công kích một lần hung hăng đập bay. Nàng lăn trên mặt đất vài vòng vừa mới nghĩ đứng lên, nhưng nàng bên người một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, trên tay hắn cầm một cái màu vàng gỗ, đầu gỗ kia giấy lên hừng hực liệt hỏa, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Kỳ Thanh Trần không cẩn thận hít hai cái, lập tức tức miệng mắng to, tình cây, Du Thiên Nghịch người thật hèn hạ, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. ầm, um, Kỳ Thanh Trần bên người y vu thoáng hiện đan quyền hung hăng đối kỳ thanh trần bụng dưới đập tới trong tay hắn sáng lên một đạo bạch quang một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại đi vào kỳ thanh trần thần hạch bị cưỡng ép phong ấn một cái phong vương cấp cường giả thế mà bị một cái phong hào chiến thần cấp cường giả phong ấn cái này nhìn rất buồn cười nhưng sự thật tự phát sinh ở trước mắt không phải do giang giật không tin tưởng kỳ thanh trần quá hư nhược ầm um, kỳ thanh trần tại sao cùng một khắc này nổi giận xuất thủ nguyễn kiếm hung hăng đâm về y vu trước ngực y vu chiến giáp tầng tầng bạo liệt trước ngực huyết nhục bị xoắn nát một mảng lớn. Đáng tiếc kỳ thanh trần quá hư nhược, giờ phút này bị phong ấn cũng hết sạch sức lực, bị y vu nhanh chóng thoát đi. Ha ha ha, du thiên nghịch cười ha hả kỳ thanh trần ngửi tình cây khói mê, thần hạch lại bị phong ấn, đại cục đã định, đại sự đã thành. Hắn hài lòng nhìn qua Y Vu nói, Y Vu huynh, vất vả, người đi xuống trước chữa thương, người của ngươi hỗ trợ đi phụ cận dưới nghiêm dưới, các loại chờ trở, trở về đáng ma quân danh tất có thâm tạ y vu có chút tham lam nhìn qua sắc mặt dần dần trở nên đỏ tươi kỳ thanh trần nhìn qua nàng bắt đầu trở nên mê ly đôi mắt đẹp hắn nuốt xuống một miếng nước bọt che lấy trước ngực vết thương u u nói ra du thiếu đùa tận hứng yên tâm có chúng ta ở đây không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiễu du thiếu nhã hứng Nghị ảnh tộc nhân nhao nhao tiềm hành rời đi kia hai mươi cái du thiên nghịch thủ hạ cũng chuẩn bị rút lui du thiên nghịch nhìn phía xa bị trọng thương giang giật lạnh giọng xuống tới nói đem tiểu tử kia cũng dẫn đi trước khác đừng giết chết hắn hắn không chết độc linh sớm muộn sẽ tìm tới môn không đánh giết độc linh kế hoạch lần này không coi là hoàn mỹ hưu hai cái phong hào chiến thần cấp cường giả thân thể lóe lên dùng tốc độ khủng khiếp hướng giang giật bay đi giang giật trong tay dung hợp hỏa diễm lóe lên nghĩ hết cuối cùng một cái cố gắng liều một phen hừ nào biết một cái phong hào chiến thần trùng điệp hư một cái giang giật linh hồn như bị xét đánh chờ hắn kịp phản ứng một cái tay đã trùng điệp nện ở bụng của hắn một cỗ năng lượng truyền lại vào đây, hắn thần hạch bị phong ấn, thân thể cũng không động được. Thượng tướng quân, Giang giật bị người nắm cổ mang theo bay khỏi, hắn thống khổ gào lên đau xót một tiếng, quay đầu nhìn một cái kỳ thanh trần. Lại thấy được nàng mặt mũi tràn đầy ngậm xuân chính quỳ trên mặt đất giấy ruộng thân thể mềm mại, tựa như một cái đói khát đáng phụ cầu xin nam nhân sủng hạnh. chương 1511, Kiếm sát phương, tuyệt vọng, uể oải thống khổ, đây chính là Giang giật tâm tình vào giờ khắc này, việc loại tâm tình này hắn từng có qua rất nhiều lần, nhưng lần này vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Đối với kỳ thanh trần, hắn cũng không có quá cường liệt tình cảm, cũng không dám lên nửa điểm hy vọng xa vời, bởi vì hắn biết rõ nữ nhân này cùng hắn không phải một cái cấp bậc, kia là thần nữ, hắn là phàm nhân. Hắn tâm cũng phủ bụi, không dám tùy tiện mở ra, cho nên đối với kỳ thanh trần tình cảm của hắn rất phức tạp. Quả thật, loại nữ nhân này ai cũng hội huyến tưởng đạt được, đây là một cái nam nhân bản năng, đối mỹ hảo sự vật truy cầu chiếm hữu chi tâm. Người đều là tự tư, đồ tốt đều muốn lấy được, thế giới này cũng không có thánh nhân tồn tại. Kỳ thanh trần đối với hắn có ân, tựa hồ nghe nói vẫn là y phiêu phiêu người sùng bái, về sau cùng y phiêu phiêu trở thành hảo hữu. Đấu pháp trên đài, nàng cầm kiếm ngăn trở mỹ ảnh vương phía trước, để giang giật lần thứ nhất đối với nữ nhân này có hảo cảm, trong lòng đã làm nàng là bằng hữu. Về sau đến đảng ma quân doanh hai người cùng đi ra hai lần nhiệm vụ, nhất là vừa rồi kỳ thanh trần võng hắn, hai người có tứ chi bên trên tiếp xúc. Để hắn đối với Kỳ Thanh Trần cảm giác càng thêm phức tạp, Kỳ Thanh Trần liều mạng mang theo hắn phá vây, rất nhiều lần bởi vì hắn bị kiếm sát tộc công kích. Trong lòng hắn Kỳ Thanh Trần đã là một cái vô cùng trọng yếu bằng hiếu, cả một đời đều quên không được. Giờ phút này người bằng hiếu lại đang đứng ở khó xử bên trong, hơn nữa còn sẽ bị một cái nam nhân tùy ý đùa bỡn, chiếm hữu cơ thể và đầu óc. Đoán chừng các loại chờ sau khi sự tình lần này, Kỳ Thanh Trần sẽ không còn là thì ra là Kỳ Thanh Trần, hắn làm mất đi một cái trọng yếu bằng hữu Bất kỳ người đàn ông nào, trơ mắt nhìn xem trong lòng ngưỡng mộ nữ thần, bị một nam nhân khác đùa bớn, nội tâm đều sẽ dấy lên hừng hực lòng đố kỵ cùng ngập trời tức giận. Nhưng hắn lại cái gì đều không làm được, thậm chí liền cơ hội liều mạng đều không có. Hô hô, càng nghĩ càng giận, hắn hô hấp trở nên gấp rút, đôi mắt chậm rãi biến đỏ, hắn toàn bộ linh hồn bên trong đều bị lửa giận tràn ngập, cái này lửa giận có thể thiêu đốt bầu trời, có thể đun sôi biển cả, có thể hủy diệt thế giới, lại cứu không được bất luận kẻ nào. Bởi vì, nắm bắt cổ của hắn người, một đấm nện ở đầu hắn bên trên, trực tiếp bắt hắn cho thẻ choáng. Tự cái này đi, đừng rời bỏ quá xa, vạn nhất độc linh đánh lén liền phiền toái. Bay khỏi tiểu hàm 10 dặm, 20 tên cường giả ngừng lại, một cái lão giả mặt không thay đổi hạ lệnh, toàn bộ giải tán, vây quanh toàn bộ tinh thần đề phòng, một khi có bất kỳ tình huống, lập tức thông báo. Rõ, mặc dù có y vô cùng ba tên mỹ ảnh tộc cường giả tại phụ cận đề phòng, nhưng mọi người vẫn là không yên lòng du thiên nghịch thế nhưng là du gia duy nhất tôn hắn mà chết du thiên vương khẳng định nổi giận bên kia trong đại quân mặc dù cũng có cái du thiên nghịch nhưng này thế nhưng là hàng giả hai mươi người bay ra lái đi đem tiểu hà phụ cận bao bọc vây quanh bất quá ai cũng không dám tới gần cũng không dám phát ra thần thức du thiên nghịch tính cách bọn hắn đều tinh tường ai dám phá hư chuyện tốt của hắn hậu quả rất nghiêm trọng ầm um, người vừa mới tản ra nơi xa tiểu sáng lên một đạo trùng thiên hồng quang, sách theo giang giật cường giả sắc mặt đại biến, trước tiên hướng tiểu hà bay đi, đồng thời thần thức khóa chặt một bên khác, truyền âm nói tình huống như thế nào. Kiếm sát tộc, tới rất nhiều kiếm sát tộc, bên kia một người nhanh chóng truyền âm đến, tất cả mọi người trước tiên hướng tiểu hà bay tới, tiểu hà trên đồng cỏ du thiên nghịch chính ôm kỳ thanh trần, chuẩn bị một chút nàng chiến giáp bắt đầu hưởng thụ cái này một gỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại, nhìn thấy mọi người bay tới giận tím mặt nói chuyện gì xảy ra bên kia tới rất nhiều kiếm sát tộc, chẳng biết tại sao hướng bên này thẳng tắp vào tới. Một người bẩm báo nói, mấy chỗ không gian ba động, y vu bọn người hiển hiện, y vu âm thanh lạnh lùng nói, là độc linh, hắn đưa tới kiếm sát tộc. Vương bát đản, lão tử muốn băm hắn, du thiên nghịch nổi giận hét lớn một tiếng, hắn quần đều muốn thoát, tiễn đã khoác lên trên dây, cuối cùng lại phải thất bại trong gang tất chẳng lẽ lại để mọi người tới chống đỡ lại kiếm sát tộc hắn tại cái này tiếp tục mở chiến vấn đề là bọn hắn có thể đứng vững sao chịu không được, cũng muốn đỉnh, tinh trùng lên não, dù thiên nghịch không lo được nhiều như vậy, chỉ cần đoạt lấy kỳ thanh trần thân thể, vậy liền vạn sự thuận lợi. Hắn lạnh giọng hạ lệnh, y vu, các người bốn người đuổi theo giết độc linh, dù bụi các ngươi lưu lại ba người đề phòng, những người còn lại đi dẫn ra kiếm sát tộc, ta chỉ cần nửa canh giờ, nhất định phải cho ta kiên trì nửa canh giờ. Rõ, mọi người cũng sợ xảy ra bất chắc, lần này như cho kỳ thanh trần chạy khẳng định hậu hoạn vô tật, y vu cắn răng quát khẽ một tiếng, toàn bộ xuất thủ, lần này nhất định phải đem cái kia phản đồ giết đi, chúng ta gánh không nổi người này. Hiu, y vô cùng ba tên mị ảnh tộc cường giả tiềm hành rời đi, du hồng bọn người lưu lại ba người đóng giữ phụ cận, còn lại 17 người nhao nhao hướng kiếm sát tộc vào tới phương hướng phóng đi. Lần này vào tới kiếm sát tộc rất nhiều, hẳn là đạt tới trăm vạn, bất quá nếu chỉ là dẫn ra, kiên chỉ nửa canh giờ lời nói, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Hắc hắc, du thiên nghịch trong tay sáng lên bạch quang, tiếp tục rót vào kỳ thanh trần cực phẩm thần khí chiến giáp bên trong. Chiến giáp này sẽ là không cách nào xé mở, chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa, kỳ thanh trần mất phương hướng thần trí, căn bản sẽ không phản kháng, cưỡng ép luyện hóa một hai nén nhang thời gian, hẳn là có thể giải trừ. Một khi giải trừ chiến giáp, kỳ thanh trần liền là nữ nhân của hắn. Kỳ thanh trần mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, thở gấp thở phì phò, đôi mắt như một cái phát tình miêu, bất quá linh hồn nàng chỗ sâu đoán chừng tại bản năng chống cự lấy tình gây khói mê ảnh hưởng, ngược lại là không có cảng phóng đáng cử động. Nhanh nhanh nhanh, Du Thiên nghịch nội tâm nhanh như hỏa phần, thiên lực điên cuồng đổ xuống mà ra, thời gian kéo càng lâu càng dễ dàng xảy ra bất chắc. Sự tình lần này ảnh hưởng quá tốt đẹp đại, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất. Thiếu gia, mau trốn, ngay tại kỳ thanh trần chiến giáp sẽ luyện hóa lúc, nơi xa một đạo bạo tiếng giống vang lên. Tiếp lấy vô số thân ảnh phá không mà đến, Du Thiên nghịch nộ khí trùng thiên, gầm hét lên thì thế nào các ngươi đều là phế vật sao nửa canh giờ đều duy trì không ở một người bắn nhanh mà đến thật xa tự quát khẽ thiếu ra nhanh đập còn không trốn toàn bộ người đều muốn chết kiếm sát phương bị độc linh đưa tới kiếm kiếm sát phương du thiên nghịch thân thể khẽ run rẩy phía dưới trực tiếp suy sụp hắn biết rõ kiếm sát phương là cái gì kia là kiếm sát tộc duy nhất vương giả không đạt tới phong vương cấp không có đặc thù thần thông tao ngộ hẳn phải chết du thiên nghịch bản năng nắm lên kỳ thanh trần liền muốn chạy trốn bất quá một khắc cuối cùng hắn tỉnh táo lại quát lớn y vu nhanh phóng thích dấu diếm thiên đại trận đại trận này là mỹ ảnh tộc độc hữu thần thông phóng thích đại trận lúc trong đại trận người hội ẩn trốn vừa rồi bọn hắn bằng vào đại trận này nhiều lần tránh thoát kiếm sát tộc kiếm sát phương tốc độ khủng bố đến mức nào không cách nào tưởng tượng đoán chừng bay loạn rất dễ dàng bị nó từng cái đánh giết đã độc linh có thể đem nhiều như vậy kiếm sát tộc cùng kiếm sát phương dẫn tới chính hắn lại không chết, điều này nói rõ ẩn thân nói có rất lớn hy vọng tránh thoát một kiếp. Tốt, y phu thân ảnh ngưng hiện, hắn mới vừa rồi bị kiếm sát phương lăng lệ sát khí hù dọa, giờ phút này tỉnh ngộ lại, độc linh có thể tránh thoát kiếm sát phương truy sát, bọn hắn cũng tuyệt đối cũng được. 20 người đem du thiên nghịch vây quanh ở giữa, du thiên nghịch một tay sách theo kỳ thanh trần, du hồng sách theo giang giật, y cùng ba cái mị ảnh tộc cường giả dùng kỳ lạ phương vị đứng thẳng, toàn thân sáng lên bạch quang, liền muốn phóng thích đại trận đem giang giật ném ra bên ngoài, kiếm sát tộc lúc công kích, độc linh khẳng định hội cứu. Đến lúc đó chúng ta toàn lực công kích, nhất định có thể chém giết độc linh. Tại đại trận liền muốn thành hình thời điểm, du thiên nghịch đột nhiên nhớ tới cái gì quát khẽ. Đúng, du hồng đôi mắt sáng lên, đem giang giật hung hăng hướng nơi xa đập tới, bên này đại trận vừa lúc thành hình từng đạo bạch quang hiện lên, tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại ngất đi giang giật một người nằm nghiêng trên mặt đất, không nhúc nhích hiu hiu hiu, nơi xa truyền đến vô số tiếng xé gió, lăng lệ sát khí lặng yên tràn ngập, phía đông bầu trời một mảnh hồng vân cuốn tới, muốn thôn vệ hết thảy. Kiếm sát tộc đại quân tới, chương 1512, cụt một tay đại hiệp. Độc linh sở dĩ dẫn tới kiếm sát tộc đại quân, kỳ thật cũng là không có biện pháp. Kỳ thanh trần để hắn đi tìm du thiên nghịch bọn người, hắn dạo qua một vòng hoàn toàn chính xác tìm được, lại bị y vu bọn người truy sát thật lâu. Hắn cũng không phải là không có cách nào đánh giết y vu bọn người, thần linh đâm vừa ra ai cũng muốn chết, nhưng hắn có thể giết sao? Hắn là mị ảnh tộc khí đồ, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất liền là trở về mị ảnh tộc, đường đường chính chính làm người, mà không phải một mực cóng độc linh cái tên này thẳng đến chết già, để cho mình hậu thế hổ thẹn. Giống như đánh chết y vu trong bốn người bất kỳ người nào, hắn đời này tuyệt đối không thể lại trở lại mị ảnh tộc. Sở dĩ hắn chỉ có đào tẩu, y vu trong bốn người hai người lại theo đuổi không bỏ, hắn biết rõ du thiên nghịch tồn tại, y vu sợ hắn phá hủy kế hoạch, đem bọn hắn sự tình bại lộ, tự nhiên hạ lệnh truy sát. Một cái khí đổ đối với y vu tới nói, cũng căn bản không tính là sự tình. Bị đuổi giết mấy cái canh giờ, thật vất vả thoát khỏi mỹ ảnh tộc cường giả, độc linh lập tức đi tìm giang giật bọn hắn, nhưng chờ hắn tìm tới giang giật đám người tung tích lúc, du thiên nghịch bọn người lại tại phụ cận ôm cây đợi thỏ. Độc linh dò xét đến kỳ thanh trần đèn đã cạn dầu. Biết rõ bằng vào chính hắn khẳng định cứu không được hai người, chỉ có thể khác nghĩ những biện pháp khác hắn tại phủ cận tìm tới một đám kiếm sát tộc đại quân, không có chút gì do dự tựu dẫn đi qua, muốn đem nước cấp giảo hồn, như vậy mới phải thừa dịp loạn cứu người. Còn như kiếm sát phương xuất hiện, chính hắn cũng không có nghĩ đến. Hắn tao ngộ kiếm sát tộc có hơn trăm vạn, hắn cũng không tin tưởng bên trong có kiếm sát phương, chính hắn đều kém chút bị kiếm sát phương một kiếm đánh chết. Cũng may tiềm ẩn thuật phóng thích sau trên người hắn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, kiếm sát tộc cũng không có linh hồn, sở dĩ không cách nào truy tung. Cứ như vậy hắn ngăn cách một khoảng cách, lại hiện thân ra, tiếp lấy lập tức tiềm hành, dẫn dắt kiếm sát tộc. Kiếm sát phương ngoại hình cùng phổ thông kiếm sát tộc không sai biệt lắm đồng dạng, cũng không có chỗ kỳ lạ, chỉ có phía sau cốt thứ càng thêm đỏ diễm mấy phần. Sở dĩ ngay từ đầu độc linh cũng không biết rõ, chỉ có công kích thời điểm mới biết được kiếm sát phương kinh khủng, đừng nói bị kiếm sát phương tứ chi đánh chúng, coi như 10 cái cốt thứ đều có thể nhẹ nhõm chém giết phong hào chiến thần, không đạt tới phong vương cấp, tuyệt đối không phải kiếm sát phương đối thủ thiếu chủ, người nhất định muốn chống đỡ. Giờ khắc này độc linh có chút âm thầm hối hận, sớm biết tự cưỡng ép mang theo Giang giật rời đi mặc kệ kỳ thanh trần. Hắn vốn cho là kỳ thanh trần thực lực mạnh như vậy, Giang giật đi theo nàng ngược lại sẽ an toàn hơn một chút, lại không nghĩ rằng sự tình phát triển thành cái dạng này. Khoảng cách tiểu hà bên kia càng ngày càng gần, hắn vừa mới nghĩ hiện thân dẫn dắt kiếm sát tộc tiếp tục đuổi giết, đột nhiên phát hiện rất nhiều kiếm sát tộc ra tốc hướng tiểu hà bên kia bay đi, phía trước nhất kiếm sát phương tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng đến tiểu hà bên kia a à, hắn thần thức vội vàng hướng bên kia quét tới du thiên nghịch bọn người chẳng lẽ không có trốn sao hắn rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người đều bắn ngược trở về a à. hắn thần thức quét qua về sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hắn dò xét đến giang giật tự nằm tại bờ sông nhỏ không nhúc nhích kiếm sát phương sở dĩ ra tốc rất rõ ràng là khóa chặt giang giật bỏ xe giữ tướng độc linh tốc độ tăng tốc nghĩ liều mạng tại kiếm sát phương trước đó đem giang giật cấp cứu đi hắn cùng kiếm sát tộc kéo ra có mấy ngàn trượng khoảng cách, mặc dù kiếm sát phương tốc độ rất nhanh, nhưng hắn khoảng cách giang giật chỉ có hai vạn trượng khoảng cách, hắn không còn ẩn trốn, tốc độ tiêu thăng rốt cục so kiếm sát phương sớm một bước đã tới giang giật phụ cận. Không đúng, vừa rồi hoảng sợ phía dưới hắn không có tinh tế dò xét phụ cận, rời đi giang giật mấy trăm trượng lúc, nội tâm của hắn có một loại cảm giác phi thường không tốt, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía bên trái, hắn phát hiện vấn đề, bên kia có nhà nhà cấm chế ba động loại ba động này ẩn tàng phi thường sâu, hắn cũng rất quen thuộc, chính là mị ảnh tộc giấu giếm thiên đại trận. Hưu, hơn 20 đạo lưu quang theo cấm chế ba động địa phương bắn ra, những công kích này đều là phong hào chiến thần cấp cường giả phát ra, uy lực cùng tốc độ phi thường khả quan. Vạn hạnh chính là độc linh sớm một bước phát hiện dấu giếm thiên đại trận, nếu không lại hướng phía trước tiến lên một chút khoảng cách, sợ là liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp sẽ bị oanh sát. Sống còn thời khắc, độc linh chiến lực mạnh mẽ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. hắn cũng không có lập tức đào tẩu, thân thể hóa thành đầy trời phân thân để cho địch nhân không cách nào khóa chặt hắn chân thân. dạng này hắn liền sẽ không tiếp nhận tất cả công kích. đồng thời hắn chân thân trên không trung huyễn hóa ra đạo đạo không thể tưởng tượng độ cong, né tránh rất nhiều đạo công kích, bất quá cuối cùng vẫn là bị đánh trúng. hắn chiến lực rất biêu hắn, đáng tiếc cảnh giới thấp điểm, không có đạt tới phong hào chiến thần cảnh giới. ầm, um, thân thể của hắn bị tạc bay ra ngoài. Bởi vì hắn trên thân cũng không có chiến giáp, sở dĩ nửa người đều bị tạc đến nhão nhuệt, một cái tay còn bị nổ bay, biến thành cụt một tay đại hiệp. Hắn tại đường danh sinh tử du tẩu nhiều năm, biến thái phản ứng cứu được hắn một mạng, giống như vừa rồi phản ứng chậm nữa một chút, bị tạc toái cũng không phải là cánh tay, mà là đầu. ầm uhm, thân thể của hắn trùng điệp đập vào một cái bên trong ngọn núi nhỏ, núi nhỏ cũng bị nổ đầy trời bụi đất bắn tung tóe đá vụn lăn xuống, còn có một viên cự thạch lăn đến giang giật bên kia ở trên người hắn nghiền ép mà qua. Rất thần kỳ là du thiên nghịch bọn người xuất thủ về sau, thân thể lần nữa biến mất, dấu diếm thiên đại trận chỉ cần thân tử không động liền có thể tự động ẩn thân, kiếm sát phương đã bay tới, độc linh mặc dù không chết, nhưng người nào cũng không dám công kích. Phốc, độc linh từ nhỏ trong núi chật vật leo ra, hắn nhìn qua nơi xa bay tới kiếm sát phương lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Hắn bị đả thương nặng, coi như tiềm ẩn cũng sẽ bị kiếm sát phương phát hiện. Hắn tại giang giật cùng kiếm sát phương ở giữa, Giờ phút này khoảng cách kiếm sát phương gần vô cùng, ai cũng cứu không được hắn. Vù vù, kiếm sát phương tốc độ quá nhanh quá nhanh, một cái chớp mắt đã đến trước mặt, một cỗ như sắc bén bảo đao xé rách hư không tiếng rít vang lên, lăng lệ sát khí đập vào mặt, đem độc linh bị chấn động nội tạng trực tiếp cho xé mở, hắn hai mắt tối sầm dứt khoát nhắm mắt lại chờ chết. A, à, hắn cảm giác một đạo cuồng phong thổi qua, cũng không có cảm giác thân thể của mình lại bất luận cái gì cảm giác đau đớn, hắn mở mịt mở to mắt, phát hiện kiếm sát phương căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp hướng giang giật bay đi. tình huống như thế nào? độc linh không hiểu kiếm sát tộc là không có linh trí, tại bọn chúng cảm giác bên trong bất luận nhân loại nào đều như thế a à, vì sao kiếm sát phương không giết hắn, ngược lại đi giết giang giật kiếm sát tộc cũng không phải dã thú, giang giật thịt cũng chưa chắc tốt hơn hắn ăn a. À. Ây, sau đó phát sinh một màn, để độc linh trợn mắt hốc mồm, cũng làm cho giấu giếm thiên đại trong trận du thiên nghịch bọn người hổ khu chấn động mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ kiếm sát phương gào thét mà đi bay đến giang giật bên người không có công kích ngược lại tốc độ thoáng cái trở nên chậm sau đó nó bay xuống đứng ở giang giật phía trước toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ không mướt giang giật trong ngực một hạt châu cũng phát sáng lên hạt châu có chút rung động kiếm sát phương cũng không ngừng rung động ông ông tác hưởng tựa hồ vô cùng kích động ai đau quá giang giật mới vừa rồi bị cự thạch nghiền ép mà qua có thể bị đau nhức tỉnh hắn nghe răng vết miệng thì thào hai tiếng tứ chi giấy dụa lấy liền muốn bỏ lên. Bịch, phía trước đứng thẳng kiếm sát phương cảm ứng được Giang giật tỉnh lại, kia hai cặp như kiếm chân thế mà uốn lượn, trùng điệp quỳ trên mặt đất, thân eo thật sâu cúi xuống, giống như người hầu nhìn thấy chủ nhân thỉnh an hành lễ. Toàn trường thạch hóa, chương 1513, tà kiếm. A, Giang giật dãy dụa bò lên, hắn nhe răng tuét miệng kêu rên hai tiếng, ánh mắt bốn phía quét qua, đập vào mắt lại là một cái quỳ trên mặt đất kiếm sát tộc. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi, hắn thủ thương vốn là rất nghiêm trọng hai chân mềm nhũn lại bổ nhào vào trên mặt đất ông hắn phản ứng rất nhanh trong tay dung hợp hỏa diễm sáng lên một hạt châu xuất hiện từng cái hoàng cát trùng chen trúc mà ra lần nữa ngủ say thôn thiên thú còn bị hắn cương ép đánh thức một bên khác trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện hắn có thể dùng tới thủ đoạn đều xuất ra cái này kiếm sát tộc làm cho hắn sợ hãi hắn bản năng muốn tự vệ ông hỏa long kiếm lấy ra một khắc này giang giật đột nhiên phát hiện một vấn đề Hỏa Long kiếm tại kịch liệt rung động, còn phát ra từng đợt kiếm minh, loại tình huống này hắn quá quen thuộc, hắn đã từng tao ngộ mấy lần. A, à, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước quỷ kiếm sát tộc, trong con người vẻ kinh nghi càng đậm, bởi vì cái này kiếm sát tộc cũng đang rung động, cùng Hỏa Long kiếm đồng dạng rung động, tựa như năm đó Hỏa Long kiếm tao ngộ Hỏa Long châu, lại tựa như đằng sau Huyền Thần đao cùng Hỏa Long kiếm tao ngộ đồng dạng. Cái này sao có thể cái này kiếm sát tộc chẳng lẽ là Hỏa Long kiếm bảy cái tàn kiện một trong? Giang giật trong đầu xuất hiện một cái thiên đại nghi hoặc, cảm giác có chút thiên phương dạ đàm. Kiếm sát bí cảnh bên trong có vài ức kiếm sát tộc, những này kiếm sát tộc tồn tại vạn năm, hung danh hách hách, ngay tại vừa rồi hắn cùng kỳ thanh trần kém chút tự bị cái khác kiếm sát tộc tiêu diệt, một cái kiếm sát tộc đột nhiên xuất hiện, lại cùng hỏa long kiếm có liên hệ cái này khiến Giang giật làm sao tin tưởng. Không đúng, cái này kiếm sát tộc có chút khác biệt. Giang giật lần nữa đánh giá vài lần kiếm sát tộc, phát hiện toàn thân của nó đỏ lên một chút, phía sau cốt thứ càng là đỏ như huyết. Chẳng lẽ đây là kiếm sát tộc vương giả, còn lại kiếm sát tộc đều là nó phân hóa ra. Ông, hỏa long kiếm rung động càng ngày càng lợi hại, có chút khống chế không nổi xu hướng. Giang giật không kịp nghĩ nhiều, bản năng buông ra hỏa long kiếm, muốn nhìn một chút sẽ phát sinh chuyện gì mời. Hưu, hỏa long kiếm bay đi, thẳng phi kiếm sát phương, sau đó để độc linh cùng du thiên nghịch bọn người càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh hỏa long kiếm cùng kiếm sát phương đồng thời bay lên, sau đó va chạm vào nhau, một đạo chướng mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, tất cả mọi người thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra mời. Chờ giây lát, hồng quang chậm rãi yếu đi, nhưng kiếm sát phương lại biến mất, giữa không trung chỉ có một cái thần quang lưu chuyển bảo kiếm. Bảo kiếm này lớn một thước, chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ giao giới nhiều người cái huyết hồng cốt thứ, mà trên thân kiếm nguyên lai có ba đầu long văn, giờ phút này lại trở thành bốn đầu. Quả nhiên, Giang giật đôi mắt sáng như tinh thần, nội tâm khuấy động không thôi, cái này kiếm sát tộc quả nhiên là hỏa long kiếm tàn kiện một trong cái thứ tư tàn kiện xuất hiện thành công dung hợp kiếm này khí tức trở nên tốt cường đại giang giật nuốt nước miếng một cái hỏa long kiếm ban đầu khí tức chỉ là nhưng so sánh trung thượng phẩm thần khí giờ phút này lại cảm giác so cực phẩm thần khí còn muốn cường đại mấy phần giang giật không có chút gì do dự một tay tìm tòi hướng hỏa long kiếm chộp tới chanh chanh sự tình kỳ dị lần nữa phát sinh hỏa long kiếm uốn éo cực lực tránh thoát giang giật tay cũng như năm đó huyền thần đao dung hợp tựa hồ không cam tâm thần phục tại giang giật trong tay phản ngươi giang giật trong con ngươi hàn quang lấp lánh gắt gao bắt lấy hỏa long kiếm đồng thời trong đầu chữ tiểu truyện ký tự lấp lánh mà ra không có vào hỏa long kiếm bên trong dạo qua một vòng nay hỏa long kiếm rất nhanh liền trung thực giang giật cùng hỏa long kiếm lần nữa có tinh thần liên hệ ong 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 hỏa long kiếm quang mang tăng vọt bốn đầu hỏa long văn du tẩu từng cái kỳ dị chữ tiểu truyện ký tự lấp lánh cuối cùng đi theo giang giật ban đầu chữ tiểu truyện ký tự cùng một chỗ bay trở về trong đầu của hắn, cùng lúc đó một đạo không hiểu tin tức phù trong đầu của hắn. Công pháp mới khẩu quyết xuất hiện, ha 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 ha. Giang giật đem mới xuất hiện chữ tiểu truyện ký tự cùng tin tức cắt tỉa một lần về sau, đột nhiên dơ cao hỏa long kiếm điên cuồng cười ha ha. Nơi xa trăm vạn kiếm sát tộc bắn nhanh mà đến, hắn lại tại cái này bệnh tâm thần cười to, như thế chẳng cảnh cực kỳ quỷ dị. Thiếu, thiếu chủ, độc linh không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là người thiếu chủ này quá tà môn. Bất quá giờ phút này không phải lúc cảm khái, bởi vì phía sau kiếm sát tộc đã vào tới, hắn nuốt một búng máu truyền âm nói, thiếu chủ, mau trốn, kiếm sát tộc đại quân đến rồi. Hiu hiu hiu, kiếm sát phương tốc độ tương đối nhanh, sở dĩ phía sau kiếm sát tộc kéo ra có một khoảng cách. Giờ phút này giang giật phía tây vạn trượng bên ngoài một mảnh hồng vân cuốn tới, lăng lệ sát khí bao phủ phương viên vạn trượng, để phong đều đình chỉ quét, để tiểu hà cũng đình chỉ lưu động. Trốn, Giang giật khóe miệng đều là tàn huyết, ánh mắt của hắn nhìn về phía độc linh, nhếch miệng cười nói, vì sao muốn trốn. Hiu, hắn thân thể bay đi, vào tới độc linh bên người, cứ như vậy ngạo nghễ đứng thẳng nói, độc linh, yên tâm đi, những này kiếm sát tộc không tổn thương được chúng ta, bởi vì ta chính là kiếm sát tộc vương. Hiu hiu hiu, vô số kiếm sát tộc phá không mà đến, sau đó đều vây ở giang giật bên người, nhưng không có một cái nào kiếm sát tộc dám công kích, trầm mặc sừng sướng giữa không trung đem giang giật bọn người vây quanh một vòng lại một vòng, tựa như từng cái binh sĩ thủ vệ tướng quân của bọn hắn. Cái này, độc linh nhớ tới vừa rồi một màn kia, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn máu thịt be bét thân thể không ngừng run rẩy chỉ về đằng trước nói ra, thiếu chủ, du thiên nghịch bọn người tiềm phục tại bên kia, thượng tướng quân còn tại trong tay bọn họ đâu. Y vu mấy người cũng tại, ừ, giang giật đôi mắt lạnh lẽo vung tay lên, hỏa long kiếm quang mang lóe lên trăm vạn kiếm sát tộc lập tức bay múa mà đi, đem bên kia bao quanh vây lại. Bên kia cấm chế có chút chấp động, nhưng dù thiên nghịch bọn người không có cũng không dám động, bọn hắn đoán chừng cũng trong gió lộn xộn, triệt để không biết làm sao bây giờ. Chanh chanh, giang giật trong tay hỏa long kiếm điên cuồng múa, phát ra một đạo kinh khủng tiếng giết. Tại thanh âm này vang lên về sau, phương viên ngàn vạn giảm kiếm sát tộc nhanh chóng hướng bên này tụ tập. Càng ngày càng nhiều kiếm sát tộc đem giấu giếm thiên đại trận khu vực phụ cận vây lại, bất quá đều không có công kích, chỉ là bao bọc vây quanh, trầm mặc đứng thẳng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Du thiên nghịch bọn người giờ phút này trên mặt vẫn là gặp quỷ biểu lộ, kiếm sát phương vừa rồi tới, tất cả mọi người không dám động, trong bọn họ tâm đều có một loại cảm giác, ai cũng không phải kiếm sát phương đối thủ, nếu loạn tới, tất cả mọi người muốn chết ở đây. Nhưng tình huống, tựa hồ so vừa rồi nghiêm trọng hơn. Giang giật lấy ra một thanh kiếm, đem kiếm sát phương nuốt chửng lấy sau đó giang giật biến thành kiếm sát phương có thể khống chế trăm vạn kiếm sát tộc giống như không phải lăng liệt sát khí bốn phía tràn ngập nhắc nhở lấy bọn hắn tất cả mọi người coi là đang nằm mơ là như vậy không chân thật kiếm sát tộc tồn tại vạn năm vô số phong vương cấp cường giả đến dò xét qua cũng biết có kiếm sát phương tồn tại nhưng người nào cũng không biết cái này kiếm sát tộc là thế nào tới là cái gì chứa nói chi là khống chế giang giật là cái gì binh khí của hắn dựa vào cái gì có thể thôn vệ kiếm sát phương hắn dựa vào cái gì có thể khống chế kiếm sát tộc không thể tưởng tượng hoang đường buồn cười mọi người trong đầu đều là mấy cái này từ bất quá bọn hắn đều không phải là ngớ ngẩn minh bạch giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm sát tộc tụ tập càng ngày càng nhiều tái không hành động ngoại trừ y vu bốn người tất cả mọi người muốn bị tươi sống cho vây giết giang giật hỏa long kiếm thôn vệ kiếm sát phương Y vu trong bốn người tâm cũng không chắc, đến cùng có thể hay không đào tẩu vẫn là cái vấn đề. Truyền âm giao lưu một trận qua đi, tất cả mọi người đạt thành một cái chung nhận thức, cục diện hôm nay quá quỷ dị, ổn thỏa nhất biện pháp chỉ có. Giết giang giật, cướp đoạt cái kia đem tà kiếm, chương 1514, sát khí. Dù thiên nghịch bọn người bị kiếm sát tộc đại quân đoàn đoàn vây quanh, muốn giết giang giật chỉ có tập kích. Bọn hắn rời đi giang giật cũng không xa, nếu như không có kiếm sát tộc chặn đường, chỉ cần hai cái trong chớp mắt liền có thể vào tới giang giật bên người, bất luận y vu bốn người, liền nói kia hai mươi cái phong hào chiến thần cấp cường giả đều có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Việc quan hệ mọi người có thể hay không mạng sống, toàn bộ người đều không dám bảo lưu thực lực, bọn hắn quyết định cùng một chỗ hành động chia hai nhóm, y vu bốn người một đợt, du thiên nghịch bọn người hai mươi mốt người một đợt, song trọng bảo hiểm, thề giết giang giật. Xong, du thiên nghịch một tiếng quát lớn, toàn bộ người đều xuất thủ, y vu bốn người trước tiên tiềm hành mà đi, như bốn đầu như độc xà theo kiếm sát tộc ở giữa đâm qua, bắn thẳng đến giang giật mà đi. Y vu bốn người tới, thiếu chủ mau lui lại, giống như là bình thường võ giả khẳng định không thể nhận ra cảm giác mị ảnh tộc tiềm hành, độc linh cũng là mị ảnh tộc, tinh thông tiềm ẩn thuật tự nhiên trước tiên phát hiện. Hắn quát lớn, còn lại một cái tay dao găm thoáng hiện, chuẩn bị phóng thích thần linh đâm liều chết một kích. Y vu bốn người là mị ảnh tộc đại nhân vật, giết bọn hắn bất kỳ người nào, hắn đời này tự trở về không được. Nhưng như thế thời khắc còn có cái gì cố kỵ Giang giật chết rồi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có liều mạng. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, cũng không có lui ra phía sau, ngược lại một tay vỗ vỗ độc linh bả vai nói, ngươi không cần ra tay, có nhiều như vậy kiếm sát tộc, không cần chúng ta động thủ. Độc linh tinh thông tiềm ẩn thuật, Giang giật tiềm ẩn thuật cũng đại thành, hắn có thể tại không khí rất nhỏ ba động bên trong mơ hồ phát hiện y vu bốn người, hắn cũng không có động thủ, mà là nghiêm nghị hét lớn, y vu, mẫu thân của ta là y phiêu phiêu ta cũng coi là nửa cái mị ảnh tộc nhân các người tiềm ẩn thuật ta cũng biết cho các người một cái cơ hội lập tức bỏ xuống đồ đao chính mình hồi trở lại mị ảnh tộc thỉnh tội nếu không giết chết bất luận tội ách y vu bốn người thân hình dừng lại có chút trần chờ dù sao y phiêu phiêu cái tên này quá vang dội đây chính là bọn hắn mị ảnh tộc hoàng tộc a nhưng y vu hơi xứng sở về sau lập tức lạnh giọng nói ra người nói ngươi là phiêu phiêu tiểu thư nhi tử người chính là A à, ngươi tại sao không nói là y đồ đại nhân con riêng A. À? Ngu xuẩn, Giang giật lạnh lùng nói, độc linh tại sao lại thần phục với ta ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây chính là các ngươi tiềm ẩn thuật. Ông, Giang giật thân thể bạch quang lóe lên, biến mất giữa không chung, độc linh thanh âm quát lạnh, y phu thiếu ra, thiếu chủ thật là phiêu phiêu tiểu thư công tử, thân phận của hắn. Tộc phương cũng biết, ngươi giết hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình trở về thỉnh tội, các ngươi còn có một chút hy vọng sống thỉnh tội ha 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 y vu cười ha hả lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa mặc kệ ngươi có phải hay không phiêu phiêu tiểu thư nhi tử hôm nay ngươi đều phải chết tên đã trên dây không phát không được y vu đã không có đường lui sự tình lần này vốn chính là một lần đánh bạc thắng hắn có thể bình bộ thanh vân có thể có cơ hội vấn đỉnh mỹ ảnh vương vị bằng không hắn cả một đời đều không có cơ hội thượng vị bởi vì hắn là chi thứ con em hắn không phải mỹ ảnh tộc hoàng tộc có y bất hối tại đời này hắn chỉ có thể là Y gia hoàng tộc người hầu. Y Vu là cái yêu nghiệt, là một thiên tài, thiên tư của hắn so Y bất hối mạnh hơn nhiều, chiến lực cũng so Y bất hối mạnh. nhưng ở Mị ảnh tộc thân phận địa vị của hắn cùng Y bất hối so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. bởi vì hắn xuất thân rất ti tiện, giống như không kiếm tẩu thiên phong, hắn đời này chỉ có thể cho Y bất hối dẫn ngựa sách dày. đây không phải hắn muốn, hắn muốn trở thành cao cao tại thượng Mị ảnh vương, hắn muốn liều một phen, Sở Dĩ Giang giật phải chết trở về thỉnh tội, hắn đời này càng không có cơ hội thượng vị. Không biết sống chết, Giang giật cảm ứng được y vu bốn người vào tới, không còn có bất cứ chút do dự nào, hắn hỏa long kiếm múa, đột nhiên hướng hướng bốn phương tám hướng bổ ra bốn kiếm. Ông, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh, bốn đầu hỏa long kiếm du tẩu, cũng không có bắn ra bốn đạo kiếm mang, mà là bắn ra bốn đạo hồng quang, kia bốn đạo hồng quang như hồng vân gào thét mà đi, bao phủ y vu bốn người. a à, bốn đạo hồng vân cũng không phải là năng lượng công kích, cũng không giống công kích linh hồn, mà là một loại kỳ dị phương thức công kích. Thật là khủng khiếp sát khí, y vu toàn thân linh hồn chấn động, cái này Hồng Vân bao phủ hắn về sau, hắn cảm giác chính mình đi tới địa ngục, khắp nơi đều là sát khí, đều là tử thi, đều là lệ quỷ. Mỗi lần một đạo hồng quang đều cảm giác giống như là một cái lệ quỷ, muốn xé rách nhục thể của hắn, trong thân thể của hắn lệ khí bỗng chốc bị kích phát ra đến, trong đầu đều là sát ý, muốn giết chết phụ cận tất cả sinh linh cùng địch nhân. Giết, giết, giết y vô cùng ba cái mị ảnh tộc cường giả thân thể đều hiện lên ra, không cách nào tiềm ẩn, con mắt trở nên đỏ như máu, của binh khí bốn phía công kích, rõ ràng lâm vào trạng thái bùng nổ, thần chí không rõ. Thật là khủng khiếp, độc linh nhìn giang giật hỏa long kiếm một chút âm thầm kinh hãi, bất quá rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, đây cũng là kiếm sát phương lên tác dụng A kiếm sát tộc trên thân đều có sát khí, giao chiến lúc có thể lặng yên ảnh hưởng địch nhân. Kỳ thanh trần chém giết một canh giờ sau đều chịu không được, có thể thấy được kiếm sát tộc sát khí kinh khủng, Phổ thông kiếm sát tộc sát khí đã rất mạnh, kiếm sát phương sát khí mạnh bao nhiêu từ đây khắc y vu bốn người trong nháy mắt lâm vào điên dại trạng thái có thể thấy được lốm đốm, đoán chừng phong hào chiến thần cấp bậc, chỉ cần linh hồn không mạnh người đều có thể ảnh hưởng. Đi, Giang giật quát lạnh một tiếng, một tay bắt lấy độc linh nhanh chóng triệt thoái phía sau. Du Thiên nghịch cưỡng ép lấy kỳ thanh Trần, hắn nhưng không có đi quản, cũng không phải là hắn không muốn cứu người, mà là cứu người cần phương pháp, độc linh bị trọng thương, phòng ngự của hắn quá yếu không cẩn thận có thể sẽ bị giết, thế cục có thể sẽ trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Hắn mang theo độc linh nhanh chóng triệt thoái phía sau, sau lưng kiếm sát tộc tách ra một con đường, chờ bọn hắn sau khi đi lập tức vây kín mà lên, ngăn chặn con đường tiếp theo. Lên lên lên, rất nhiều phong hào chiến thần cấp bậc cường giả bạo hống, liều mạng đem từng cái kiếm sát tộc đánh bay, cấp tốc rút ngắn cùng giang giật ở giữa khoảng cách. Bọn hắn phi thường tin tưởng hôm nay không giết giang giật, dù thiên nghịch có chết hay không không biết, bọn hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, bọn hắn ra sức chém giết một hồi, đem khoảng cách song phương kéo gần lại 3.000 trượng, giang giật thân thể lại đột nhiên biến mất. Giang giật thả ra tiềm ẩn thuật, bọn hắn đã mất đi mục tiêu. Không phải mị ảnh tộc nhân căn bản là không có cách tùy thời tùy khác đều khóa chặt giang giật, bốn phương tám hướng kiếm sát tộc đều tại công kích, bọn hắn làm sao có thể một mực phân tâm đi truy tầm giang giật. Hiu hiu hiu, nơi xa vô số kiếm sát tộc liên tục không ngừng hướng bên này gào thét mà đến, giang giật triệu hoán phương viên ngàn vạn giảm kiếm sát tộc, bởi vì kiếm sát vương tại cái này phụ cận ngàn vạn giảm kiếm sát tộc vốn là nhiều vô cùng vừa rồi truy sát giang giật cùng kỳ thanh trần mấy trăm vạn kiếm sát tộc nhưng lại tại phụ cận a truy sát một hồi mặc dù ngẫu nhiên có thể cảm ứng được giang giật hành tung nhưng thoáng cái lại bị kiếm sát tộc công kích cắt ngang mười mấy hơi thở thời gian về sau tất cả mọi người triệt để đã mất đi giang giật bóng dáng dù hồng giống giật không thể lại đuổi phá vây còn không phá vây dù thiếu phải bỏ mạng ở đây phá vây ha ha Giang giật tiềm hành hơn 10 dặm, nghe được Du Hồng thanh âm, khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt. U U nói ra, phương viên ngàn vạn dặm giờ phút này có hơn 8 triệu kiếm sát tộc, ta xem các ngươi làm sao phá vây. Hơn 8 triệu, độc linh thân thể đánh run một cái, 800 vạn vạn hơn kiếm sát tộc, đừng nói Du Thiên Nghịch hơn 20 người, coi như một vạn phong hào chiến thần cũng vô pháp phá vây A. À. chương 1515, lãnh huyết, Du Hồng cũng có loại cảm giác này, nếu như không có ngoại ý muốn, hôm nay bọn hắn có thể muốn vĩnh viễn lưu tại cái này. Bọn hắn đem du thiên nghịch bao quanh vây vào giữa, khó khăn phá vây, thực lực bọn hắn đều không khác mấy, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối phá vây. Sở hữu không ai dám đem du thiên nghịch cất vào không gian thần khí bên trong, vạn nhất bọn hắn chết rồi, không gian thần khí bị kiếm sát tộc chém nát, du thiên nghịch liền sẽ tiến vào hư không loạn lưu bên trong, bị vô tình rào sát. Y vu bọn người càng không cách nào trông cậy vào, bọn hắn lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong, giờ phút này chính bằng vào bản năng chiến đấu. Sức chiến đấu của bọn họ rất biêu hán, giờ phút này nhưng lại không biết bị đâm bao nhiêu kiếm, bọn hắn thần chí không rõ, năng lực phản ứng giảm bớt đi nhiều, như người bình thường đã sớm chết. Rất rõ ràng, y vu đám người đã không cứu nổi, bốn người giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, cho triệt để thanh tỉnh khẳng định người bị thương nặng, coi như tiềm ẩn cũng vô pháp thoát đi. Làm sao bây giờ, Du Thiên nghịch ánh mắt lấp lóe, hắn vạn vạn không nghĩ tới thế cục lại nghịch chuyển thành dạng này trong đầu của hắn có quá nhiều không nghĩ ra sống còn hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại nghĩ biện pháp kiếm sát tộc tựa hồ càng ngày càng nhiều giang giật đã có thể khống chế những này kiếm sát tộc hắn cũng có thể khống chế càng nhiều kiếm sát tộc bọn hắn phá vòng vây tốc độ quá chậm đoán chừng còn không bằng giang giật dẫn dắt kiếm sát tộc nhanh tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết a à hắn một tay bắt lấy kỳ thanh trần phát ra một tiếng mê người tiếng ngâm khẽ, đem du thiên nghịch giật mình tỉnh lại. Hắn con người nhất chuyển có biện pháp, hắn gào thét, giang giật, cút ra đây. Không còn ra, ta tự giết chết kỳ thanh trần. Đúng rồi, rất nhiều mắt người sáng lên, kỳ thanh trần tại du thiên nghịch trong tay, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng đây là du thiên nghịch nữ nhân, không có đi suy nghĩ nhiều, giờ phút này tất cả mọi người phải chết. Ai quản kỳ thanh trần chết sống giang giật cùng kỳ thanh trần quan hệ không ít, không có khả năng trơ mắt nhìn xem kỳ thanh trần bị giết đi. Giang giật chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì lời nói chuyển đến, bốn phía chỉ có kiếm sát tộc bay múa công kích thanh âm. Du thiên nghịch đợi một hồi nổi giận, hắn nắm đấm quang mang lấp lánh đối kỳ thanh trần bụng dưới hung hăng đập tới, lần này hắn đã dùng hết toàn lực, một quyền đem kỳ thanh trần cho nện đến bụng dưới đều cuộn mình. Bởi vì kịch liệt đau nhức trong mắt nàng mê ly chi sắc ít một chút, gương mặt xinh đẹp đều bóp méo, một quyền này du thiên nghịch chấn thương nàng thần hạch tiếp tục thẻ một đạo băng lãnh thanh âm vang lên giang giật cuối cùng mở miệng không bằng hắn còn tại tiềm ẩn trạng thái sở dĩ thanh âm lộ ra rất phiêu miểu hắn lạnh giọng nói ra thượng tướng quân tại trong tay các ngươi ta tự căn bản không nghĩ tới nàng có thể sống sở dĩ các ngươi cứ việc giết ta sẽ thay hắn báo thù hành vi của các ngươi ta cũng đóng dấu thạch ghi chép quay đầu sẽ giao cho thiên hàn quân chủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi du ra mạnh bao nhiêu mặt khác thượng tướng quân chết rồi Ta giúp nàng báo thù có phải hay không có công A về sau ta nói không chừng có thể thượng vị, trở thành hỏa phượng quân thượng tướng quân, nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi, du thiếu. Ây, du thiên nghịch bọn người trợn tròn mắt, giang giật như thế nào là dạng này người A thế mà trơ mắt nhìn xem kỳ thanh trần chết hơn nữa còn muốn đợi kỳ thanh trần chết rồi, mượn cơ hội thượng vị người này quá vô sỉ, du thiên nghịch cảm giác giang giật so với hắn càng vô sỉ một chút. Hừ, hắn trùng điệp hừ một cái, lần nữa đối kỳ thanh trần bụng dưới hung hăng một đập hắn muốn nhìn một chút giang giật có phải hay không tại dục cầm cố túng kết quả hắn liên tục đập hơn người quyền, kém chút đem kỳ thanh trần thần hạch cho đánh rách tả tơi, giang giật không còn có thanh âm truyền đến, tựa hồ thật không có nửa điểm để ý kỳ thanh trần chết sống. Hô hô, xác định giang giật sẽ không thỏa hiệp về sau, dù thiên nghịch không dám động, như giang giật trên tay thật sự có ấn thạch, hắn giết kỳ thanh trần, dù ra tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Chỉ cần có đầy đủ chứng cứ, thiên hàn quân chủ liên hợp cái khác phong vương cấp cường giả, công kích dù ra còn lại hai đại thiên vương chắc chắn sẽ không hỗ trợ. a à, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người hướng nơi xa nhìn thoáng qua, nhao nhao sắc mặt đại biến. Có một cái mị ảnh tộc cường giả bị loạn đao chém chết, mị ảnh tộc nhân không quen mặc chiến giáp, đây là bọn hắn tự phụ địa phương, sở hữu giờ phút này bị chém vào phi thường thảm, bị 10 cái kiếm sát tộc cho tươi sống phân thây. Y vu mấy người cũng phi thường thảm, trong mắt quang mang thoáng cái đỏ một hạ hắc, hẳn là còn không có triệt để tỉnh táo lại trên người bọn họ đều trúng rất nhiều kiếm lúc nào cũng có thể chết đi thiếu chủ vẫn là đừng giết y vu thiếu ra đi về sau sẽ rất phiền phức độc linh nuốt mấy cái thuốc chữa thương giờ phút này đã ổn định thương thế một mực bị giang giật mang theo thả ra tiềm ẩn thuật hắn nhìn lướt qua sẽ chết đi y vu có chút không đành lòng nói ra nói thế nào đều là mỹ ảnh tộc tuyệt đỉnh thiên tài giết hắn mỹ ảnh vương hội chấn nộ hừ giang giật hừ lạnh thoáng cái nói vừa rồi một màn kia ta đã đóng dấu thạch ghi chép quay đầu ném cho y bất hối. Dạng này người giữ lại không được, nếu không sẽ hậu hoạn vô tận, độc linh ngươi giết người vô số, làm sao mềm lòng. Ây, độc linh á khẩu không trả lời được, hắn cũng không là mềm lòng, chỉ là sợ giang giật cùng mị ảnh tộc triệt để chơi cứng, hắn không cách nào trở về mị ảnh tộc. Đã giang giật động sát ý, hắn cũng liền không thật nhiều nói cái gì. a a a ba đạo tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, cuối cùng một khắc này y vu ba người không sai biệt lắm đã thoát khỏi sát khí ảnh hưởng. Nhưng đã đã quá muộn, trên người bọn họ thương thế quá nặng đi, kiếm sát tộc nhiều lắm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị loạn kiếm phân thây. Tê, tê du thiên nghịch bọn người nhìn lướt qua bốn người chết đi thảm trạng, triệt để dọa sợ. Du thiên nghịch cắn răng chỉ có thể thỏa hiệp, hắn trên đầu chọc hình xăm lấp lánh, lạnh giọng mở miệng nói, giang giật, lần này ta nhận thua, chỉ cần có thể buông tha chúng ta, ngươi ra điều kiện đi. Trầm mặc, Giang giật không có trả lời, đợi chừng thời gian một nén nhang, Du Thiên Nghịch không kiên nhẫn được nữa, tiếp tục quát khẽ nói, Giang giật, người giết ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, về sau người tại đáng ma quân doanh cũng ngốc không được. Chúng ta du ra chỉ một mình ta duy nhất tôn, chúng ta thiên dương tộc phi thường khó khăn thai ngén hậu đại, sở dĩ ngươi giết ta, du ra tụ đoạn hậu. Ta biết phía sau ngươi có địa sát phương, nhưng ra ra của ta nhất định muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cả một đời trốn ở địa sát giới không ra ngoài, Lần này Giang Giật có đáp lại, người nói tựa hồ có đạo lý, vấn đề là Ta không giết người cũng không có chỗ tốt a Ta người này tâm nhãn tương đối nhỏ, vừa rồi kém chút bị người giết chết Giết người ta nội tâm trí ít thống khoái một chút Chỗ tốt, Du Thiên Nghịch cùng Du Hồng bọn người hai mắt tỏa ánh sáng Du Thiên Nghịch vội vàng nói tiếp, chỉ cần không giết chúng ta, điều kiện gì đều tốt nói Về sau đãng ma quân doanh người đi ngang, ta cam đoan không ai dám làm khó dễ ngươi ta còn có thể cam đoan các người hỏa phượng quân tiếp nhiệm vụ, thoải mái nhất chiến công nhiều nhất, thần nguyên, thần khí, bảo vật, mỹ nhân, người muốn cái gì đều có thể cho ngươi. Ta đây còn có một tấm lệnh bài, sở hữu chỗ tu luyện, chiến công chỉ cần tiêu hao một nửa, coi như tiến vào nguyên thủy đạo thiên hồng mông bí cảnh cũng giống vậy. a à, Giang giật tựa hồ có chút tâm động, thanh âm hắn nhẹ nhàng truyền đến, người nói những này, vạn nhất trở về không cho ta, ta tại đáng ma quân trong doanh lại không thể động thủ, quay đầu ngươi lại tới tính toán ta đây như vậy đi. Ngươi lập xuống thiên đế huyết thệ, ta tổ tin tưởng ngươi. Mặt khác đem kỳ thanh trần vứt xuống đến, nữ nhân này cũng không thể để ngươi gieo họa, nàng thế nhưng là chúng ta hỏa phượng quân thượng tướng quân, muốn gieo họa cũng là ta trước gieo họa. Cái này, du thiên nghịch bọn người trần chờ thả kỳ thanh trần đây chính là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận A. Nhưng giết kỳ thanh trần, sự tình hội phiền toái hơn, vạn nhất giang giật trên người có ấn thạch, dù ra đều muốn xong đời. Cuối cùng Du Thiên Nghịch suy tính một lát, cắn răng đem kỳ thanh trần hướng phía dưới vung đi, quát khẽ nói, Giang giật tiếp lấy. Chanh chanh, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Du Thiên Nghịch bọn người phía dưới kiếm sát tộc tự động tách ra, mặc cho kỳ thanh trần rơi xuống phía dưới. Mà Giang giật từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, kỳ thanh trần trùng điệp nện ở phía dưới sơn phong bên trong, trong núi lăn vài vòng, cuối cùng rơi vào một đầu trong khe nước. Tiểu tạp trùng này quá cẩn thận cẩn thận, Du Hồng thầm mắng một tiếng giống như vừa rồi giang giật xuất hiện cứu đi kỳ thanh trần bọn hắn khẳng định hội nắm lấy thời cơ chém giết giang giật lại chỉ có thể bị quản chế tại người chờ đợi cùng giang giật đàm phán chanh chanh lại là một đạo tiếng kiếm reo vang lên tách ra một con đường kiếm sát tộc phây kín tiếp tục hướng du thiên nghịch bọn người đánh tới giang giật tiếng đùa cợt cũng vang lên muốn ta thả các ngươi ngây thơ du thiên nghịch đừng nói ra ra ngươi là du thiên vương coi như cha ngươi là viêm đế hôm nay ta cũng muốn chém giết ngươi chương 1516, chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng quản. Từ khi Giang Giật biết mình có thể khống chế kiếm sát tộc về sau, trong lòng của hắn đặt quyết tâm giết chết Du Thiên Nghịch. Hắn người này liền là tính cách này, người khác không trêu chọc hắn, hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc bất luận kẻ nào. Nhưng có người trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình, cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều, thiên vương lão tử giết không tha. Y vu như thế, Du Thiên Nghịch cũng là như thế y vu là mỹ ảnh tộc thiên tài lần này có thể phái tới đáng ma quân doanh nói rõ mỹ ảnh tộc cao tầng rất coi trọng hắn mỹ ảnh vương đoán chừng cũng có lòng muốn bồi dưỡng nhưng giang giật không có chút gì do dự đã giết thì đã giết du thiên nghịch bối cảnh nghịch thiên giết hắn lại có hậu quả gì giang giật không biết hắn cũng không muốn biết rõ đâm phá thiên lại nói giang giật người cái này tạp toái người thế mà bội bạc người dám giết chúng ta người tuyệt đối phải chết không có chỗ trôn Du thiên nghịch nổi giận giống to, Giang giật lập tức để kiếm sát tộc phây công, chứng minh hắn không phải nói đùa, hắn là thật muốn giết chết bọn hắn. Trước đó hoàn toàn là đang diễn trò, mục đích đúng là lừa gạt mọi người đem kỳ thanh trần đem thả. Du thiên nghịch kỳ thật hoài nghi tới Giang giật mục đích tính, bất quá Giang giật cái này nhân tâm quá cứng, vừa rồi kỳ thanh trần thần hài kém chút bị chấn bể, hắn quả thực là nhịn được. Trọng yếu nhất chính là hắn không có lựa chọn, giết kỳ thanh trần đối với du gia phiền phức càng lớn, sở dĩ trong lúc nhất thời du thiên nghịch cũng liền bị hù dọa, nóng vội sẽ bị loạn. Giang giật hoàn toàn không để ý tới du thiên nghịch nhục mạ, khi hắn tại đánh giấm hắn cũng không có lập tức đi cứu kỳ thanh trần, mà là khống chế càng nhiều kiếm sát tộc đem mọi người bao bọc vây quanh, dòng dã vây quanh mười mấy giới. Xác định mọi người không cách nào thời gian ngắn phá vây về sau, Giang giật lúc này mới lặng yên hướng kỳ thanh trần bên kia di động, đưa nàng theo trong khe nước bế lên. Giang giật, kỳ thanh trần trong nước ngâm một hồi, thế mà tỉnh táo lại, vừa rồi tiếp nhận trọng kích để nàng đối với khói mê ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ là mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn qua giang giật kỳ thanh trần không sao hết thảy đều đi qua giang giật thụ thương kỳ thật cũng thật nghiêm trọng bất quá giờ phút này hắn vận dụng huyền hoàng chi lực cưỡng ép để nhục thân trở nên cường đại miễn cưỡng chống đỡ lấy hắn ôn nhu đưa tay giúp kỳ thanh trần vuốt vuốt trên mặt ướt xuống mái tóc lạnh giọng nói ra ngươi yên tâm ngươi sẽ không rõ ràng bị tội chế chúng ta sẽ giúp ngươi đem du thiên nghịch đầu chó chặt đi xuống. Kỳ thanh trần lắc lắc mê man đầu, ánh mắt hướng lên trên uổng phí nhìn một cái, sắc mặt nàng biến ảo mấy lần, cắn răng nói ra, giang giật, du thiên nghịch. Không thể giết, ít nhất ngươi không thể giết, nếu không ngươi lại có đại phiền toái. Ha ha, giang giật cười nhạt một tiếng, phi thường kiên định nhìn qua kỳ thanh trần nói, phiền phức của ta đã đủ nhiều, không thèm để ý thêm một cái, du thiên nghịch kém chút sẽ phá hủy ngươi trong sạch kém chút để cho ta cùng độc linh đều đã chết. Thù này ta không báo, ta còn là nam nhân sao yên tâm. du thiên nghịch là ta giết, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta chịu lấy. a à, kỳ thanh trần bị giang giật ôm, sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn. Nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc kiên nghị, nhìn qua hắn như loại băng hàn tròng mắt lạnh như băng, nội tâm của nàng không hiểu rung động. Nàng coi là giang giật là vì nàng mới hạ ngoan tâm không muốn để ý hết thảy xử lý du thiên nghịch, không hiểu có chút cảm động bất quá nàng vẫn lắc đầu nói không thể giết muốn giết cũng là ta đến giết ngươi nếu dám giết ai cũng cứu không được ngươi một lần đãng ma quân doanh liền sẽ bị chém giết nói rõ lý lẽ cơ hội đều không có ông giang giật không nói nhảm lấy ra thuốc chữa thương cho nàng phục lập tức lại rót vào nguyên lực giúp nàng giải khai thiên lực phong ấn trong tay hỗn nguyên châu xuất hiện trực tiếp đem kỳ thanh trần thu vào cuối cùng chỉ nói một câu nam nhân sự tình nữ nhân khác đừng quản nhiều thành thành thật thật đi vào chữa thương, ta tự có phân tắc. Kỳ thanh trần quá hư nhược, lại rất được trọng thương, căn bản là không có cách kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn được thu vào đi vào. Giang giật ánh mắt nhìn về phía bên cạnh độc linh nói, độc linh, người thụ thương cũng thật nghiêm trọng, có nên đi vào hay không chữa thương? Không cần, độc linh nhếch miệng cười nói, năm đó ta bị đuổi giết lúc, thảm hại hơn tình huống đều gặp được, chỉ cần không chết được là được, ta giúp thiếu chủ nhìn một chút đi. Tốt, Giang giật cũng không miễn cưỡng, dù sao độc linh dò xét năng lực mạnh mẽ rất nhiều, mặc dù độc linh một cái tay bị tạc nát, nửa trái thân còn máu thịt be bét, nhưng thương thế khống chế, hành tẩu vấn đề không lớn, đừng động thủ là được. Hai người lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, nơi này cách khai du thiên nghịch bọn người quá gần, sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Giang giật thông qua hỏa long kiếm, tiếp tục triệu tập kiếm sát tộc đại quân vây giết du thiên nghịch bọn người. Hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều kiếm sát tộc vây giết tới, tầng tầng vây quanh, giờ phút này đoán chừng trên không kiếm sát tộc đã đạt đến hơn 200 vạn, số lượng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng mạnh. Lộc cộc, lộc cộc, nhìn qua che cả bầu trời, tựa như tổ ong mật đem du thiên nghịch bọn người vây quanh không biết bao nhiêu tầng kiếm sát tộc, độc linh nuốt mấy cái nước bọt, hiếu kỳ quét hỏa long kiếm vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, thiếu chủ, người kiếm này sao có thể thôn vệ kiếm sát phương ngươi là thế nào khống chế những này kiếm sát tộc. Sang giật phung lên hỏa long kiếm nhìn mấy lần, trầm ngâm một lát cũng không có giải thích phía trước vấn đề kia, thanh kiếm này quá mạnh, bí mật của hắn thiếu một người biết rõ, hắn thì càng an toàn một phần, mặc dù độc linh là hắn độc linh hắn cũng không có ý định nói. Hắn giải thích đằng sau vấn đề kia, sở hữu kiếm sát tộc đều là kiếm sát phương phân thân, ta có thể khống chế kiếm sát phương, tự nhiên là có thể khống chế một tỷ kiếm sát tộc. Một tỷ tê tê, độc linh hít vào mấy cái hơi lạnh, nhiều như vậy kiếm sát tộc, giống như toàn bộ triệu tập tới, Sợ là bình thường phong vương cấp đều muốn bị tươi sống cho mài chết a. Dù sao nhân lực là có hạn, kiếm sát tộc sát khí còn có thể lặng yên ảnh hưởng, Kỳ Thanh Trần chỉ chống đỡ 78 canh giờ chẳng phải suy yếu đến cực điểm sao mặc dù Kỳ Thanh Trần vừa mới đột phá phong vương cấp, chiến lực cũng không ổn định, nhưng cũng có thể nói rõ kiếm sát tộc kinh khủng. Người đừng quản nhiều như vậy, chúng ta trước chứa thương đi, cái này 20 người vẫn rất kiên cường, muốn chém giết đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Giang giật thả ra tiềm ẩn thuật ẩn thân tại một cái tiểu sơn ao bên trong tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu vận công chữa thương độc linh cũng một bên lặng yên vận công một bên bốn phía dò xét giang giật khăng khăng muốn giết du thiên nghịch hắn cũng không dám quá nhiều khuyên can hai người rời đi trung tâm chiến trường có trăm dặm xa hai người phụ cận còn có mấy chục vạn kiếm sát tộc sở dĩ vô cùng an toàn cho dù có viện quân hai người cũng không sợ khoảng cách này độc linh có thể nhẹ nhõm dò xét giang giật cũng có thể thông qua hỏa long kiếm cảm ứng tình huống bên kia không sợ du thiên nghịch bọn người phá vây. Thời gian từ từ trôi qua, mấy canh giờ đi qua. Giang giật nội tâm như sắt, từ đầu đến cuối không có dao động muốn tiêu diệt du thiên nghịch quyết tâm. Bên kia cũng rốt cục bắt đầu người chết, phong hào chiến thần thực lực rất không tệ, bọn hắn mỗi người đối chiến một bên tương hỗ hợp tác, sẽ không tiếp nhận áp lực lớn như vậy, theo lý thuyết không thể nhanh như vậy tự có người vẫn lạc. Vấn đề xuất hiện ở du thiên nghịch trên thân, tất cả mọi người lo lắng du thiên nghịch hội thụ thương, hết lần này tới lần khác du thiên nghịch trong cơn giận dữ điên cuồng công kích để rất nhiều cường giả không thể không phân tâm chiếu cố hắn cái này khiến mọi người thường xuyên loạn thành một bầy rất nhiều người thay du thiên nghịch chịu không ít kiếm du thiên nghịch người này tính tình còn bướng bỉnh du hồng lúc đầu nhìn hắn bộ dạng này muốn cho hắn đi không gian thần khí bên trong ở lại hắn hết lần này tới lần khác không làm như phát điên không ngừng nhục mạ uy hiếp gian giật không ngừng công kích kiếm sát tộc giờ phút này có hai người bị hắn sống sờ sờ liên lụy mà chết ầm um, du hồng triệt để nhịn không được một trưởng trùng điệp công kích tại du thiên nghịch sau đầu đem hắn đánh xỉu ném vào không gian thần khí bên trong để mọi người lần nữa bày trận liên hợp chống cự chậm rãi phá vây dạng này thoáng cái đã khá nhiều chỉ ít sẽ không loạn bất quá mọi người thần thức dò xét đi ra bên ngoài trọn vẹn bao vây mấy trăm giảm kiếm sát tộc nội tâm đều trầm xuống giang giật lần này là quyết tâm muốn giết chết bọn hắn a à, bọn hắn còn có thể tiếp tục sống sao chương 1517, đây là một người điên Sang giật, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A à, a, à, theo thời gian trôi qua, từng người không ngừng bị chém giết, những người còn lại toàn bộ mang thương, sát khí ảnh hưởng thần trí của bọn họ càng ngày càng không thanh tình Nếu như không có sát khí lời nói, một đám phong hào chiến thần chắc chắn sẽ không chỉ kiên trì ngắn như vậy thời gian, tùy ý có thể tranh tài hạ giới mấy ngày mấy đêm thời gian. Sát khí là lặng yên vô hình ảnh hưởng, mọi người căn bản là không có cách chống cự. Đó cũng không phải công kích linh hồn hoặc là nói một loại phi thường cao cấp công kích linh hồn, nhuận vật mảnh im ắng, lặng lẽ ảnh hưởng ngươi, để ngươi trong lúc vô tình chúng chiêu. Nhìn xem từng người chết đi, nhìn thấy 20 tên cường giả chỉ còn lại không tới 8 cái, Du Hồng đôi mắt biến đỏ. Lần này kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, đáng tiếc cuối cùng bị giang giật làm hỏng, mà lại mọi người mắt thấy đều muốn vẫn lạc. Bọn hắn chết không sao, bọn hắn mặc dù rất nhiều người họ Du, nhưng cũng không phải là Du gia con em, mà là Du gia gia tướng thôi. Du thiên nghịch cũng không thể chết, kia là du gia duy nhất tôn, thần dương tộc rất khó thay ngén hậu đại, du thiên nghịch chết rồi, du gia nói không chừng tự đoạn tử tuyệt tôn. Đám người kia làm sao còn chưa tới lại không đến chúng ta đều phải chết. Du hồng nội tâm bạo hống, bọn hắn đã sớm đưa tin cho kia hai vạn đại quân. Kia trong đại quân có rất nhiều công tử nhà giàu, còn có rất nhiều cường giả, giống như tới nói không chừng bọn hắn tự được cứu rồi. Chí ít, Giang giật không có khả năng ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh giết Du Thiên Nghịch A đến lúc đó liền là bằng chứng, địa sát phương cũng không giữ được Giang giật. Đám này cầu tập vái, khẳng định tham sống sợ chết, không dám tới nghĩ cách cứu viện. Du Hồng lần nữa chửi ầm lên, đúng lúc này, nơi xa tổ truyền đến một đạo quát lớn âm,